Rồi hello mọi người. Lại là em Nhi đây mấy chị ơi. Tiếp tục một ngày làm việc, lại qua một ngày mới. Rồi hello mấy chị nha. Và xin lo cho em luôn mọi người ơi. Mấy tình yêu xinh đẹp của em. Gửi dùng mấy hộp bơm nó ra cho em luôn đi. Kéo cục bơm mình lại luôn. Mình cắt rồi mình like luôn cho nó nóng. Kiểm tra chứ không. Rồi áo đang mang chắc chi là nhiều màu nha. Áo đang mang nhiều màu mấy chị ơi. Hôm nay cuối tuần nha, khui bơm cho mấy má giật găng. Trời ơi thật là khổ quá đi đó mà. Kỳ vậy ta. Mình cần thiết cái gì mình mua chứ sao được. Cứ thích vô bơm hàng là sao ha. Không hiểu nổi luôn á. Nghĩ mà chán chẳng muốn nói thiệt. Áo đang mang có đủ màu luôn bà ơi. Màu trắng, màu đen, màu rêu với màu bò nha. Ôi là trời, tôi quải quá đi thôi á. Rồi nhanh tay vào xe like cho em Nhi luôn nha mấy chị nha. Lấy được một đơn rồi hả? À, kỳ ta. Vậy mà sao lấy được ta nó đi giao cho bà luôn hả hay sao? Nè mua mỹ phẩm mà cũng bơm nữa nè. Khổ mấy má này ghê á. Chán chẳng muốn nói luôn á trời. Rồi vào xe like cho em Nhi luôn nha. Rồi em cảm ơn chị Linh Phương. Rồi áo này. Áo này mấy chị bơm cho mấy chị luôn 35 ngàn nè. Rồi cuối tuần cho mấy chị hai lên mua sang sale. Sale bơm rẻ các kiểu mấy chị 30-40 chị bán đại cho mấy chị luôn. Rồi ở đây chốt cho em luôn mã vàng 35 nha. Vàng cho em luôn 35 ngàn mấy chị với 57kg nè. Chốt mã vàng 35 cho em nè. Vàng 35 với 57kg nha mấy chị. Vàng 35.000 với 57kg nè. Lấy vàng chút vàng nè. Mua cái máy, cái chai dầu nè. Rồi mấy chai nước hoa nè. Chai lăn nách nè. Mà cũng bơm nữa. Không biết nghĩ sao luôn á trời. Khổ chẳng muốn nói. Hấp đây nè chị. Rồi chai dầu xăm này nó có bị đổ không ta? Hay là nó bày ta? Cái bày mà. Đây. Rồi chai nước hoa này cho em đúng với chị. Nước hoa Siman 40. Rồi nước hoa Siman này như xe với chị luôn 40 nha. Nước hoa Siman em xe với chị luôn 40. Chị nào lấy nhanh tay. Nước hoa Siman em xe lỗ cho mấy chị luôn 40. Nước hoa Siman 40. Rồi lên cho em luôn là lăn 29. Lăn nách cho em luôn 29 với mấy chị. Ai lấy lăn chút lăn giùm em luôn nè. Đó xả bơm nè. Rồi vàng này cho em luôn 35. Vàng cho em luôn 35 ngàn với 57kg ha. Chốt mã vàng 35 cho em nè. Mã vàng 35. Trời ơi là trời. Chán chẳng muốn nói luôn á. Tiếp tục nè mấy chị ơi. Rồi nước hoa 40 cho Nguyễn Thị Cẩm Tú. Nào tối có một cái gì đó. Cái áo sơ mi gì đó. Rồi vào xe like cho em đi mấy chị ơi. Xe like nhanh tay giùm em nha. Còn thằng bơm đây. Rồi mã xếp này cho em luôn mấy chị. Mã xếp nè. Rồi xếp này cho em luôn 45 ngàn. Rồi xếp này cho em luôn 45 ngàn. Chị nào lấy chốt nha. Một áo ba lỗ nè. Đó và một quần thể thao này. Rồi em xếp mấy chị luôn 45. Xếp cho em luôn 45 ngàn với 55kg nha. Mã xếp 45 nè. Rồi mã xếp cho em luôn 45. Trời ơi khẩu trang cũng bơm. Rồi khẩu trang mấy chị từ sơ sinh đến dưới 5 tuổi nha. Một hộp 10 cái 19 ngàn. Chốt cho em luôn là sơ sinh 19. Khẩu trang nha. Một hộp 10 cái 25 ngàn. Từ sơ sinh đến dưới 5 tuổi nha mấy chị ha. Lên cho em luôn khẩu trang 19. Khẩu trang 19 đi mấy chị ơi. Khẩu trang 19. Rồi bộ ngủ này cho em luôn 45. Vào xe like cho em đi mấy chị ơi. Xả bơm này dạng cờ dộn cuối tuần này 30-40 ngàn thôi. Rồi lên cho em luôn ngủ 45. Ngủ hai dễ thương cực kỳ. Rồi lên cho em luôn là mã ngủ 45. Ngủ 45 mấy chị với 55kg vào xe like cho mà nhi với. Bơm gì mà trời ơi là trời. Rất chi là quải đạn luôn mấy chị ơi. Xếp 45 như đầu Nguyễn lấy số giùm em. Buồn quá buồn luôn á trời. Ngủ 45 luôn chị Mỹ Minh Kiều bé. Đầu túi cái ruột luôn á. Rồi mã này cho em luôn mấy chị ơi. Lập thể siêu đẹp luôn nha. Bộ đồ quần giả váy 45. Rồi lên cho em luôn là lập thể 45 nè. Lập thể cho em luôn 45 ngàn với 57kg nha mấy chị ha. Quần giả váy
Rồi chú em luôn là lập thẻ 45. Rất chi là buồn bèo lập thẻ 45. Lập thẻ 45 cái gì vậy trời. Lập thẻ 45 mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn là mã khoác lẫn cô tông. Khoác lẫn cô tông này cho em luôn mấy chị 70. Khoác 70. Rồi khoác cho em luôn 70 với 55kg chốt mã khoác 70. Alo. Em ơi chị mới nhận hàng một cái áo bị lỗi em. Chị ơi chị chụp qua giùm em nha chị. Rồi em like xong em giải quyết em đăng like nha. Đào Nguyễn lên số đi chị ơi. Rồi rồi. Chụp qua giùm em đi chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Khoác lẫn cô tông 70. Khoác lẫn cô tông cho em luôn 70 nha. Ai lấy khoác chút khoác 70. Trời ơi cái này chắc xịn mấy chị. Hàng không tệ. Khoác 70 cho Nga Nguyễn. Rồi lên cho em Nhi luôn một cái vest tẩy lông. Nga Nguyễn gái hay sức quen chị? Không biết. Nga Nguyễn lên số đi chị ơi. Cái nào mà chị biết là chị hô liền. Còn nào chị không biết tức là không biết. Rồi lên cho em luôn vest tẩy lông 40 nè. Ôi là trời luôn á. Mốt vỏ tùm lum tùm la tức cái mình quá đi thôi. Đào Nguyễn Nga Nguyễn lên số đi chị. Rồi cái này chú thầm em luôn vest tẩy lông 40. Cái này em đang khui bơm chị ơi. Còn gì xe máy với làm gì có đen có trắng có vàng gì đâu. Rồi lên cho em luôn mấy chị nè. Vết tẩy lông toàn thân cho em luôn 40. Vết tẩy lông cho em luôn 40. Lăng này người ta đọc quá trời đọc rồi mà sao không chốt. Thấy rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Một cái máy uống 69 nè. Máy uống 69 với mấy chị đặt hàng lên số. Ai có số là em chốt trước á. Còn đặt hàng không có số là em bỏ qua em chốt cho người sau. Miễn người sau có số là em chốt nha mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn là mã uống 69 kèm số điện thoại. Uống 69 kèm số điện thoại nha. Chốt giùm em luôn mã uống nhiêu chị. Rồi uống cho em luôn 69 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em luôn. Lấy cái tờ giấy đi chị. Uống 69 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em mã uống đi. Cái này là cho đó đi đúng không? Nga Nguyễn Lăng. Ghi cái tờ giấy gì vậy mẹ ơi. Gì vậy trời. Không, ý là rồi tẩy lông 40 luôn cho Linh Phương. Chị cứ ghi đi. Tẩy lông 40 cho Linh Phương. Ghi Nga Nguyễn một lăng đi. Em vét 40 hả? Ở trên kia còn một hai hũ vét gì đó. Rồi một vét 40 luôn. Rồi cho chị Vũ Phương Thúy nè. Hình thị Bích Hạnh. Đây nè. Uống nha. Uống cho chị Linh Phương luôn nè. Hai cái này ghi cho Linh Phương nè. Trời ơi, khẩu trang 3D. Rồi khẩu trang 3D giùm em luôn á chị. Rồi 39.000. Khẩu trang 3D 35.000 luôn đi. Khẩu trang 3D cho em luôn 35.000 đi mấy chị 50 cái. Khẩu trang 3D 50 cái 35.000. Chút giùm em khẩu trang 3D đi 50 cái 35.000. Rồi khẩu trang 3D cho em. Rồi mua toàn mấy cái mỹ phẩm mà bạn chả đánh răng cấp kỹ mà cũng bơm không muốn lấy. Bà nó đánh răng quá à. Linh Phương quen. Rồi lên cho em luôn cái này. Uống 69 luôn cho Kiều Anh. Có số ghi luôn nè. Rồi bàn trả thăng tre cho em luôn mấy chị 5.000 một cây. Uống luôn cho chị Ngân Nguyễn đặt hàng lên số luôn mới chốt đơn được nha. Hôm nay tả buông giá rẻ thôi. Bơm cả bao nè mấy chị ơi. Thì các khổ cái đời ghê á. Rồi 3D luôn cho chị Nguyễn Thị Cẩm Tú 35. Ghi giá vô ngang. Bơm không biết giá đâu nha. Rồi bàn trả thăng tre cho em luôn 5.000. Bàn trả thăng tre cho em luôn 5.000 một cây. Lông siêu mềm. Chu cha. Chu mạng ơi. Rửa sữa nó mặt nữa. Sữa nó mặt trị mụn trắng da nữa. Mà cũng bơm nữa thì sao đi trời. Không có tin nổi luôn cái mẹ này luôn á trời. Rồi lên cho em luôn là sữa rửa mặt nha. Sữa rửa mặt cho em luôn 40. Rồi lên cho em luôn sữa rửa mặt 40. Sữa rửa mặt trà xanh với mấy chị. Hàng Innisfree giùm em luôn 40. Chị mụn trắng da với mấy chị. Hai chống lão hóa da 40. Sữa rửa mặt 40 lên sữa rửa mặt 40 cho em nè. Sữa rửa mặt 40 đi mọi người. Cắt bớt cho mấy cái phong lông này cho nó bớt đi mấy chị ơi. Thì em quải đạn ghê nè. Khẩu trang bị bơm nè mấy chị thấy không. Rồi khẩu trang luôn cho chị Ngân Nguyễn nè. Đó. Mua hai hộp khẩu trang thôi cũng bơm. Trời ơi mẹ ơi. Khẩu trang mùa dịch nè mà cũng bơm luôn là sao mấy chị. Em không tin nổi luôn á. Nè ba hộp khẩu trang cũng bơm nữa mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn khẩu trang 3D nha. 50 cái 35.000. Còn hai set nè. Ai lấy khẩu trang nữa không mấy chị ha. Khẩu trang cái gì ta. Rồi năm bàn chải luôn cho chị tay chân như nè. Đây
cái gì? Khẩu trang 3D, một hộp 50 cái mấy chị, 35.000. Sữa rửa mặt 40 luôn, gia hăng lên số giùm em luôn. Trời ơi, khẩu trang hàng không có bán. Nè, 3D bán tiêu chạy luôn á mấy chị, giờ xả bơm. Khẩu trang đi mọi người. Còn hai set khẩu trang kìa. 50 cái em bán mấy chị bao nhiêu? 35.000 đúng không? Khẩu trang đi. Hai hộp khẩu trang luôn cho chị Nhung chi bi ghế luôn nè, ở trong đây. Coi quá cái gì mà thấy nó thảm thương cái cuộc đời luôn á. Đi hết trời. Đi thối chưa? Buồn chẳng muốn nói luôn á mấy chị. Đi tiếp đi. Chị đi ngang. Gói gì mà gói quá trời gói luôn. Trời ơi, cái nón bảo hiểm luôn. Cái nón bảo hiểm cũng bơm. Ghi chưa? Ghi cốt chưa? Nón bảo hiểm cũng bơm. Trời ơi. Rồi đang cho em luôn là nón 50. Rồi lên cho em luôn là nón 50 mấy chị. Ai lấy nón chút nón 50 giùm em. Nón 50 nha. Rồi nón lấy nón chút nón giùm em luôn. Khẩu trang hết rồi chị ơi. Hai bàn chải luôn cho Tiến Ròm. Khẩu trang hết. Trà xanh 40 cho chị Bảo Hăng thích quen. Rửa rửa mặt á. Rồi nón 50 đi, chút nón 50 giùm em nè. Mã nón 50.000, nón bảo hiểm 50. Cái này em kia vô đó thì em. Ờ cái gì đây trời. Trời ơi cái set ba món này hơi bị đẹp luôn á. Rồi em xả cho mấy chị luôn 55 nè. Một áo ba lỗ nha mấy chị. Một cái áo dây nè. Và một cái quần thể thao rút dây nè. Bán cho mấy chị luôn set 50. Set 55. Rồi set 55 cho em nha. Ai đó mà set chút mà set 55. Ờ 10 bàn chải luôn cho Diễm My. Rồi ai đó set 55 này trốn giùm em luôn nè. Hàng bơm mấy chị. Rồi mã set 55. Áo đông mang hả? Áo đông mang có đủ màu nè chị ơi. Chốt giùm em luôn bò 50 nè. Màu đen 50 nè. Màu reo 50 nè. Và màu trắng 50 cho em ha. Rồi áo đông mang có 4 màu. Gia hăng lên số đi chị ơi. Đến 55 tiết mai. Đen 50, trắng 50, reo 50. Sửa rửa mặt cho tăng tài. Rồi bò cho em luôn 50. Chị nào đấy chốt nha. Tài tăng là sửa rửa mặt 40 đó chị phải. Rồi cái này xuống giùm em luôn mấy chị ơi. Mấy chị ơi lập thể 50. Đó cái này bộ thái quần giả váy giùm em nha. Lập thể cho em luôn 50. Chứ mã lập thể 50. Hai set đó chị Nhung TV ghé đó. Rồi thấy rồi. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em luôn lập thể 50 nè. Chị chỉ ghi tài tăng sửa rửa mặt 40 là được hả? Lập thể 50. Quần ôm mấy chị ơi, quần ôm phun hợp con chuột luôn xuất sắc. Rồi lên cho em luôn quần ôm nha 70. Quần ôm cho em luôn 70 nha mấy chị ha, dễ thương lắm. Quần ôm 70 dưới 50 kg. Quần ôm 70 dưới 50 kg. Chốt mã quần ôm 70 nè, bỏ hai cái. Quần ôm 70 đi mọi người ơi. Quần ôm 70 nha. Màu reo 50 cho chị sang sang quen. Bò. Rồi bò áo đang mang luôn cho Hiền Thí. Reo 50 luôn cho chị Đào Nguyễn. Nó có đơn đúng không? Áo đang mang đẹp mà. Áo đang mang tuyệt vời. Rồi thái 50. Thái 50 với 55 kg mấy chị chốt thái 50 giùm em nè. Thái 50 với 55 kg hai chốt mà thái 50 bò em hết rồi. Em còn màu đen nè, màu trắng nè. Áo đông mang còn màu đen màu trắng mấy chị ơi. Quần ôm 70 cho Thanh Nguyễn lên số đi chị. Quần ôm 70 này cho Thanh Nguyễn nè. Trời ơi quần full hợp luôn cho mấy bà đó. Hàng sang Bảo Hoàng sửa rửa mặt trà xanh. Quen nha. Đen 50 cho Thu Nga. Đen 50 cho chị Thu Nga. Trắng 50 cho Huỳnh Như. Trắng 50 Huỳnh Như. Áo đông mang là phong của rất tốt nha chị. Trắng đen hai màu. Áo đông mang trắng đen hai màu. Áo đông mang trắng đen hai màu 50 kèm số hộ giùm em. Ủa mẹ ơi trời ơi. Cái bà em đi nè bà. Sao bà không lấy hàng nè. Mua trời. Lại luôn á. Mua miết mà sao kỳ vậy ta. Rồi lên cho em luôn mấy chị ngố sông mi 90. Xếp lên 5 là 55 đúng không chị? Cho tiếp vỏ đúng không? Tiếp mai chứ mai. Rồi Hiền Thí ơi, Hiền Thí là Hiền Thí là lấy cái bò như đang mang 50 đúng không? Là trắng 50 nào nữa ta? Trắng 50 thêm cái trắng này hả? Thêm cái trắng như đang mang hay là trắng nào mà 50 vậy? Rồi ngố sơ mi. Ngố sơ mi cho em luôn 80 đi. Ngố sơ mi cho em luôn 80 nha. Ngố sơ mi cho em luôn 80 mà ngố sơ mi 80. Ngố sơ mi 80 đi mấy chị. Trắng 50 cho Hồng Ngọc nè. Trắng đang mang đúng không? 50 cho Hồng Ngọc nè.
Rồi ngó sơ mi cho em luôn, tám chục áo sơ mi với lại à bò có trắng luôn đúng không? Khang khang lên số đi chị ơi. Quen luôn. Một trắng 50 luôn cho hiền thí luôn. Rồi lên cho em đúng không chị? Mối 80 này luôn cho Nguyễn Thị Cẩm Tú luôn. Áo đông mang còn màu trắng màu đen nha chị Lệ Quân ơi. Rồi lên cho em luôn là nu 80 luôn mấy chị, ngó sơ mi luôn nè. Rồi chốt giùm em luôn là nu 80 chứ 60kg ha, chốt mã nu 80 cho em luôn hàng xả bơm đây. Rồi nu 80. Nu 80 chứ 60kg áo đông mang cho Hiền Thúy nè. Chu cha là bơm. Sáng cái đời luôn á chưa. Rồi lên cho em luôn bịch muối bò mấy chị. Rồi muối bò cho em luôn 35.000. Bò đông mang em hết rồi nha. Áo đông mang còn màu trắng màu đen thôi. Rồi lên cho em luôn muối bò 35.000 với mấy chị ha. Muối bò 35. Quần ôm này là cho Thanh Nguyễn đúng, đúng. Muối bò cho em luôn 35.000. Ai lấy muối bò thì chốt tại tế bào chế body nha. Siêu sạch da nha, mềm mịn da nha mấy chị ha. Rồi lên cho em luôn là mã muối bò 35. Thanh Nguyễn lên số em luôn chị ơi. Muối bò 35. Rồi cái này là nguyên một set cho mấy chị. Một set bông tai. Quá trời luôn. Một set bông tai giùm em luôn mấy chị. Đủ mẫu điều kiểu luôn nè, 35.000 nè. Rồi bông tai 35.000. Bông tai cho em luôn 35.000. Mã bông tai 35 nè. Rồi bông tai cho em luôn 35 mọi người ơi. Hình như lên số em luôn đi chị. Đặt hàng lên số cho em mọi người. Rồi set bao mặt lại đi. Rồi này chút giùm em luôn ủ tóc 49. Ủ tóc collagen cho em luôn 49 đi mấy chị. Ủ tóc collagen cho em luôn 49.000 ha. Siêu mềm mực tóc giùm em luôn nha mọi người ơi. Ủ tóc collagen cho em luôn 49. Ủ tóc collagen cho em luôn 49. Đen 50 cho chị Kiều Anh. Có chưa? Chưa, mới có một cái đen cho Phương Nga thôi. Muối bò 35 cho chị Linh Phương Quen. Đen 50 cho chị Kiều Anh. Đang mang lên số đi chị. Áo đang mang còn trắng đen. Áo đang mang em Nhi còn trắng đen nha. Ai lấy trắng 50 chút trắng 50. Đen 50 chút đen 50. Rồi mã phôn rộng này cho em luôn 50. Rồi chốt giùm em luôn là mấy cái đồ Thái 50. Thái cho em luôn 50 chứ 60kg mấy chị. Chốt mã Thái 50 nha, kèm cái túi nữa. Thái 50. Rồi Thái cho em luôn 50 mấy chị, dưới 60kg kèm cái túi nha. Mã Thái 50. Kiều Anh lên số luôn đi chị. Đặt hàng lên luôn số đi mấy chị, ghi cho nhanh khỏi sốt đơn. Đáng ghê á. Đó là cho Linh Phương á. Rồi lấy một mầm luôn nè, một mầm 55 luôn cho Phương Thảo ghé nè. Trời ơi cái set là hơi bị yêu luôn. Thấy cái nào mà trắng đang mang cho chị Lệ Quân 50. Trắng đang mang cho Lệ Quân 50. Trời ơi cái bộ này xinh vậy ta, lên cho em luôn mã set nè. Cái nào mà ta. Một áo tay dài và một quần mé cao rút hai bên nha mấy chị, chốt mã set 60 nè. Rồi set cho em luôn 60 với 55kg nha. Áo đang mang là hàng mà co giãn ôm nè chị, 55kg mang vừa nhưng mà phên ôm ngắn giùm em. Rồi set cho em luôn 60. Rồi set hết rồi 60. Set 60 với 55kg tay dài quần mặt dây. Set 60. Set 60 cẩm tú gì đó. Mỹ thì cẩm tú. Ôi cái áo này dễ thương quá. Rồi lên cho em luôn kiểu 45. Kiểu 45 với 55kg, mãi kiểu 45 cho em này dễ thương chưa, co giãn nha. Mang hơi bị thương, dễ thương. Rồi mã kiểu 45. Kiểu 45 cho em nha, dưới 55kg. Kiểu 45. Rồi ngố mờ cho em luôn 119. Ngố lờ cho em luôn 119. Ngố mờ 119, anh lấy ngố mờ chút, ngố mờ co giãn nha. Ngố mờ co giãn cho em luôn 119. Ngố mờ co giãn cho em luôn 119 nha mọi người ơi. Chán chẳng muốn nói luôn á. Có hàng bơm em nó thiệt là chỉ muốn xả ra nhanh, cấp tốc lại làm thôi. Nhìn ngứa không mắc gì đâu luôn á mấy chị. Mua hàng mà sao không nhận là sao ta. Mà lúc chốt đơn thì rạc rạc à. Rồi lên cho em luôn bạc size 33 mấy chị 40. Quần rinh nha. Bạc size 33 mấy chị 40. Bạc size 33 giùm em luôn 40 ha mấy chị ha. Bạc size 33 em bán cho mấy chị luôn 40.000 nè. Cái này quần chất rinh nha, bạc size 33 40. Vậy áo 50k ngắn là không vừa hả? Bỏ đơn của chị Thu Nga ra đi. Áo đông mang còn trắng đen 50. Áo ngắn phô nôm giùm em rất tốt nha. Rồi kiểu 45 chị Văn Ngô lên số đi chị. 45 cho Văn Ngô. Rồi cái này chú giùm em luôn kem BB nè, kem BB nha mấy chị ha. Rồi kem nền cho em luôn mấy chị 40.
kem đèn BB cho em luôn 40, bơm về nên nó mốt vỏ hộp nha mấy chị. 90 em xả luôn 40. Kem đèn BB cho em luôn 40, chút mã kem đèn 40. Áo đông mai em còn trắng đen. Áo đông mai em còn trắng đen 50, chút đen 50, trắng 50 giùm em nha. Chị Văn Ngô với chị Thanh Nguyễn đặt hàng lấy số em đi chị. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, quần mã size 33 này. Quần size 33 tức là 57 58 ký mang được các mấy chị. Quần đùi size 33 nha mấy chị nha, 40. Bà Linh Phương nghe. Quần đùi size 33 40. Mua gì xíu xíu đây mà cũng không nhận hàng được luôn này. Mua trời cái túi. Cái túi sách mà cũng không nhận hàng được mấy chị ơi. Đó, một cái túi này mà cũng không nhận hàng được. Rồi lên cho em luôn cái túi 3 ngăn nha mấy chị ha, LV nè. Túi 3 ngăn LV giùm em luôn, có dây đeo nha mấy chị. Rồi xả luôn mấy chị luôn 65. Nó mua hiểm mà cũng bơm biết ra đường đổi cái gì nữa. Rồi lên cho em luôn mã túi 65.000 nha mấy chị ha, LV 3 ngăn nè. Rồi lên cho em luôn mã túi đi mấy chị, túi. Đơn qua gọi chốt là đi rồi, nói chung là đơn chị nào gọi chốt là đi rồi nha. Gọi chốt là đi rồi. Rồi mã túi 3 ngăn cho em luôn 65.000 nè. Gu xì 3 ngăn 65.000. Áo đông mặc hả? Áo đông mặc còn trắng đen 50. Ủa mẹ ơi, cái kính bắn giọt mắng ơi này mà cũng bơm. Chết đi. Bạc 40 cho Thí Vi chờ. Lên số cho em đi chị. Trời ơi cái kính bắn giọt mấy chị ơi. Rồi đang kính bắn giọt giùm em luôn 5.000 một cái nè. Kính bắn giọt cho em luôn 5.000 một cái nha mấy chị. Em còn 3 cái gì nào đấy trốn nè. Trắng 50 luôn cho Quỳnh Quỳnh này dùng hồi tối nè. Áo đông mai em còn đen 50, chị nào lấy chốt nha. Còn Thí Vi Trang Thanh Nguyễn đặt hàng lấy số em đi chị. Trắng 50 hết luôn rồi chị ơi. Áo đông mai, túi ba ngăn cho Vina Lê này, lấy số đi chị 69 nè. Rồi, kính bán giọt em bán cho chị luôn 5.000. Kính bán giọt 5.000, còn 3 cái nè. Áo đông mai em còn mã đen 50. Áo đông mai em còn màu đen 50. Rồi, áo đông mai em còn đen 50 nha. Ghim bài chị đi. Trời ơi, một cái áo khoác thôi mà cũng không nhận hàng được nữa. Kẹp tóc nữa nè. Rồi cái này chú giùm em luôn mã khoác mấy chị phô bình thường nè. Đen 50 luôn nha chị, limit nè. Rồi khoác này cho em luôn 80 mấy chị, hàng cô tông ấy. Giặt không nhanh không xù không xẻ đó mấy chị ơi. Đồ đen cho em luôn là mã khoác 80 nha, dưới 57kg nha, hàng cô tông nha. Thí Vi Trần Vina Lê đặt hàng lấy số em đi chị. Trắng 50 hết luôn, còn một cái đen 50. Không ghi mấy chị để nó trôi đi mắt. Rồi tiếp cho em luôn. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Áo khoác 80 đi mấy chị, phông rộng à. Để coi thử bà ơi. Túi 65 em hết hàng rồi, đang xả bơm nè, ngứa hết đầu đây nè. Bật hết cả người đây nè mọi người. Thí Vi càng lên số đi chị ơi. Đen 50 luôn cho chị Luận Huỳnh nè. Rồi lên cho em luôn quần hồng kaki mặt nhà 35 nè. Quần cho em luôn 35.000 túi. Cuối tuần là đông khách đó mấy chị. Em xả bơm, xả sale, xả lỗ, xả thuộc quần luôn đây nè. Rồi quần kaki cho em luôn 35.000, hồng 35. Rồi caro cho em luôn 35 nha, dưới 55kg. Kaki chắc chi là dày dặn mà co giãn luôn. Rồi caro 35, hồng 35, chị nào lấy chốt. Hồng 35, caro 35. Ba kính bán giọt luôn cho Ly Ngọc nè, mỗi cái 5.000 nè. Cái bịch bỏ vô nè. Rồi ba cái nó 15.000 đó. Rồi lấy quần kaki thì trốn mấy chị, đơn Ánh Nguyệt lựa thêm đi, có hai cái nè, tôi bỏ bịch chưa đi đâu. Caro 35, quần hồng 35 nha. Kaki có túi mặt nhà đi mấy chị. Cực kỳ thoải mái. Quần kaki mặt nhà 35.000, 35.000 mấy chị ơi, mấy chị ơi. Trời ơi, cái bộ này hơi bị đẹp luôn nè. Hồng 35 luôn cho Hương, Nguyễn Hương nè. Ôi, cái bộ set này hơi bị sang chảnh con người luôn nè mấy chị. Rồi đang cho em luôn mã đỏ 80 nha. Khóa 80 luôn cho chị và Hiền Trần lên số đi tình yêu ơi. Rồi đang cho em luôn là mã đỏ nè mấy chị, đỏ nha. Đỏ cho em luôn 80 chứ 60kg ha. Cái này mã set nha mấy chị, siêu đẹp. Chị ghi kính bánh giọt chưa? Đỏ 80. Đỏ cho em luôn 80. Liên Ngọc lên số luôn mấy chị. Lên luôn. Rồi này chú giùm em luôn là đen 80. Mã set là mang ở nhà hay đi chơi gì đẹp đó mấy chị dễ thương. Rồi đỏ cho em, đen cho em luôn 80 nè.
đen 80, anh ấy đen chút đen 80. Đen 80, đỏ 80 giùm em. Đen 80, đỏ 80 nha mấy bà ơi. Áo đang mang hết rồi chị ơi. Rồi lên cho em luôn cái kẹp nào mấy chị, 5 cây kẹp. Hiền Càng lên số luôn đi chị. Đây. Mã kẹp nha mấy chị nha, 1 kẹp nè, 2 kẹp nè, 3 kẹp nha mấy chị, và 2 cái cột tóc em xe luôn 45 ngàn nha. Rồi lên cho em luôn là mã kẹp 45 nha mọi người ơi. 3 cây kẹp và 2 cái cột tóc mấy chị 45 ngàn cho em Nhi. À đấy, kẹp chút kẹp cho em luôn 45. Kẹp 45 đi mọi người, ai lấy kẹp chút kẹp 45 nè. Mã kẹp 45 giùm em ha. Rồi cái gì đây? Video bao nhiêu video luôn. Rồi đỏ pyjama này cho em luôn mấy chị, có một bộ này. Rồi đỏ này cho em luôn 55 đi, kẹp luôn cho chị chầm chầm. Chầm chầm 45. Tràng tâm lên số chị ơi. Rồi lên cho em luôn mã đỏ 55 nè. Nhớ mấy cái đồ xem là bị giá. Đỏ cho em luôn 55 ngàn với mấy chị tay dài quần dài. Tính hết rồi chị. Rồi đỏ hết túi rồi chị ơi. Rồi ngố mờ này cho em luôn nè, ngố mờ đen 80 cho thuận thạch ngô đen số luôn chị ơi. Rồi ngố mờ cho em luôn 92 ngàn. Ngố mờ 92, ngố mờ 92 mọi người ơi, quần rinh nha. Ngố mờ cho em luôn 92. Cái bà vỏ kim sờn này cũng hay mua mà sao đợt này bơm gì trời. Ngố he cá thấy đi chàng chiều cái lái ok chị nha. Có không vậy? Rồi tiếp cho em luôn cái gì đây. Đó, đi vô, đi. Rồi kẹp 45 luôn cho Hường Nguyễn lên số váy chống nắng nè. Kẹp 45 cho chị Nguyễn Bích Hiếu ok luôn nè. Đó đặt hàng có lên số hết cho em. Rồi chống nắng 2 lớp 40. Chống nắng 2 lớp cho em luôn 40. Chú giùm em luôn mã chống nắng 40. Váy chống nắng á. Váy chống nắng 40. Rồi bộ đỏ 55 cho chị Thảo Lì lên số đi chị ơi. Rồi quần đuổi cho em luôn 35. Quần đuổi cho em luôn 35 ngàn với 55 kg nha. Quần 35. Áo đông mang hết rồi. Quần 35. Kẹp 45 thì chị Linh Khánh lên số luôn đi chị Thảo ơi. Thảo lên số đi chị. Hiếu Trần đặt hàng lên số luôn chị ơi. Rồi lên cho em luôn mấy chị. Đuổi 35 với 55 kg. Rồi quần xanh mặt nhà cho em luôn 35. Quần xanh mặt nhà cho em luôn 35 ngàn với 55 kg nha. Thun mặt nhà. Chống nắng 40 thơm vô mi ghé. Quần xanh 35. Dưới 55 kg mấy chị, quần xanh 35. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, mấy chị ơi, quần đỏ 35, quần mặt nhà cực thoải mái có túi. Quần đỏ 35. Ai lấy quần đỏ chút giùm em luôn, quần đỏ 35. Qua giục cho chị mấy cục áo đây đi. Đóng ra rồi đóng vô, rồi đóng ra rồi đóng vô, rồi bơm tới rồi bơm lui, thì cái tình luôn. Chán ghê luôn quá à. Quần đỏ 35 chị Trần Trần họ lên số giùm em. Áo đâu ăn hết rồi chị ơi. Rồi ngố cho em luôn 65. Đỏ hả? Hết đỏ rồi chị. Rồi trời chán ghê luôn á. Thì có không biết sao á. Người thì hối hàng không có. Người thì bơm. Rồi này chú giùm em luôn là mã ngố 65 nè. Ngố cho em luôn 65. Trời ơi bữa nay sale nhiều mẫu lắm. Ngố 65 ngàn. Dưới 55 nha mấy chị nha. Chị Hiền Trần cái áo khoác lên số giùm em đi chị ơi. Rồi cái này chú giùm em luôn là mã xám 65 nè. Ngố xám cho em luôn 65 ngàn. Chú giùm em luôn mã ngố xám 65 đi mấy chị. Mã ngố xám 65. Ngố xám 65. Ngố xám 65 giùm em ha. Mã ngố xám 65. Qua bốc áo bốc đồ qua đây cho em đi. Chống nắng hết rồi còn đâu chị ơi. Rồi này chú giùm em luôn quần ôm 39. Quần ôm cái chi 39. Quần ôm 39 với 55 kg, quần ôm 39. Rồi bé Bùn ngố 6 ok em lên số đi em. Bé Bùn còn chị. Rồi lên cho em luôn mấy chị. Quần 39. Quần ôm cái chi có túi 39. Rồi cái này quần rinh cho em luôn mấy chị, quần rinh size 155. Quần rinh size 155 nha mấy chị ha, coi giãn đế cao nha. Quần rinh size cho em luôn 155. Quần riêng size L nha. 155 ngàn cho em. Rồi tiếp cho em luôn á chị ngố này. Ngố quần 39 cho chị Hương Nguyễn nè. Đã có đơn rồi nè. Hương Nguyễn với Hương Nguyễn thì ghi rõ rõ tí nha.
Sáng hết rồi chị ơi. Rồi lên cho em Nhi là ngố xanh. Trời đẹp quá, 80. Ngố xanh cho em luôn 80 mấy chị, với 57kg nữa. Rồi ngố xanh cho em luôn 80 với 57kg. Mã ngố xanh 80 đi mọi người ơi. Mọi người ơi. Bơm gì mà bơm em muốn xỉu. Sáng thiệt chứ. Trời ơi, cái áo này cho em luôn chị ơi. Mã áo giấy nha. Nè, rút màu đen rút cho em một bên nha. Hàng siêu đẹp luôn. Chắc này cực kỳ thoải mái. Rồi đen cho em như là đen 50. Đen 50. Cái này mặc lên em nói thiệt với mấy chị là siêu gọn người luôn á. Rồi trắng cho em luôn 50 nè. Đen 50, trắng 50 giùm em nha. Like xéo xéo này dễ thương lắm. Trắng 50, đen 50 cực mát luôn. Linh Thánh lên số em đi chị. Trắng 50, đen 50 đi mọi người ơi. Cái áo này mấy chị gọi là cái gì ta? Siêu mát. Quần 39 hết. Đen 50 cho chị Trần Họ. Trời ơi, cái áo này mang lên sướng lắm mấy chị. Nó mát rượi rượi vậy đó à. Trắng 50 cho bé Bùi, nó mát mới nhẹ mà nó sướng mà nó đẹp nha. Ngố xanh 80 cho chị Ngọc Mai Nguyễn, nó số cho em luôn. Áo đang mang hết nha. Trần Họ có số rồi. Áo đang mang em hết nha. Rồi tiếp tục nha mấy chị. Hàng nhiều lắm nên em phải tóc hành, em la tóc hành lên. Bữa nay chủ nhật nữa. Rồi tiếp giùm em luôn mã trắng số 9 cho mấy chị ha. Rồi trắng 50 luôn chị Thúy Mai. Quên Thúy Kiều. Ôi rồi. Nè, chú giùm em luôn mã trắng số 9 cho mấy chị của Tiên Phong bình thường nè. Ngọc Mai Nguyễn lên số em đi luôn chị. Trắng 69 kèm số điện thoại. Dưới 57kg cho tình yêu nhá. Trắng 69 kèm số điện thoại. Ở đâu không hết rồi tình yêu ơi. Rồi lên cho em luôn là nu 69 với 57. Quần TL 155 cho chị Danh Đậm ghé. Chút đơn bất kỳ hai sản phẩm đi đơn nha mọi người ơi. Không dồn nha. Like xong có người chút đơn liền. Rồi nu 69 với 55. Nu 69 dưới 55, 57kg gì mấy chị mang cũng được. Áo này là hàng VIP luôn á. Đen 50 luôn nha chị Nguyễn Nguyễn lên số đi tình yêu ơi. Đen 50 Nguyễn Nguyễn. Nu 69 cho Tiết Anh Nguyễn lên số giùm Nhi luôn. Ai lấy trắng số 9 giùm em không? Chốt luôn mấy chị ơi. Áo này còn một cái trắng 50 nè, chế nào lấy thì bật cho em nè, đẹp lắm. Trắng 50 này thun giấy thì mấy chị biết rồi, mặc lên hơi bị sung sướng cuộc đời. Rồi trắng 50 đang 50 giùm em Nhi nha. Chiều ghế lái hả Nguyễn Nguyễn, chiều ghế lái ok. Rồi tiếp cho em Nhi luôn một cái mã 69, một cái duy nhất và một cái cuối cùng luôn. Rồi mã cho em luôn 69.000 với 55kg ha, chốt mã 69 nha. Mã 69 với 55kg, xíu like xong rồi tôi rít tin nhắn nha bà ơi. Mã 69 với 55. À cái mã chốt mã. Rồi quần kaki mặt nhà cho em luôn 35, quần đen 35. Nu 69 rồi, hết nu 69 rồi. Áo cổ tim nó còn một cái trắng 69 nha bà ơi. Rồi cái này chú giùm em luôn là quần đen 35.000 với 55kg nha. Quần đen 35.000 với 55kg, quần kaki. Quần đen 35. Quần caro cho em luôn 35 nha mấy chị, kaki mặt nhà. Cực mát luôn á mấy chị. Quần 35 đen luôn cho chị Trần Họ. Rồi tiếp giùm em luôn 865 ngố. Ngố 865. Ngố 8 cho em luôn 65.000 nha. Rồi. Ngố 8 65 chị nào lấy chốt. Rồi. Dưới 55kg nha mọi người, ngố 8 65 bụp luôn cho em. Ngố trời 8 65. Trời đọc 6 alo. Đọc mã số đang ba số kia ráng. Là sao? Ý là em nói đọc thôi là em mới số họ đi. Nghe đọc được mã số xong nổ bô bịch. Đợi điện lại. Rồi Mi Dung Nguyễn vậy lấy 69 lấy gì vậy chị? Chốt rõ rõ giùm em đi chứ đừng cứ khùng ơi là 69 thiệt luôn á. Là em không biết chốt cái gì luôn á chị. Trắng số 9 là màu mạ 69 nè. Hay là màu trắng của tiên 69 nè. Đó. Hai mẫu áo lần bây giờ chị khùng bên 69 thì làm sao. Ngố xám 65 luôn cho chị Ngọc Mai. Ngọc Mai Nguyễn. Ngọc Mai Nguyễn nè. Rồi ngố đen này cho em luôn 65 nè. Số là sao vậy anh? Ý là gọi không nghe máy hay sao? Rồi. Rồi ngố đen cho em luôn 65 nè. 311 đúng không? À đấy ngố đen chút giùm em luôn là mã ngố đen 65. 312 đúng không anh? Ý là bán gì mà không nhận đồ nha anh. Rồi tiếp cho em luôn quần cái gì đây ta?
quần cải xong rồi đúng không chị? Caro đúng không? Rồi này chú giùm em luôn là Ôi Hoàng quần 35. Ôi Hoàng quần 35 lên số đi chị. Rồi quần đuổi mặt nhà siêu mát cho em luôn 35. Quần đuổi cho em luôn 35, chút quần đuổi 35. Quần đuổi 35 đi mấy chị với 55kg. Quần đuổi mặt nhà 35.000. Mã 69 chị My Dung Nguyễn ok chị nè đó, chốt thế để mới chốt được. Đâu có túi đâu mà lên chị, đâu có túi đâu. Rồi nu này cho em luôn 50 nè, thun giấy mặt mát lắm. Rồi nu cho em luôn 50 nha mấy chị, mã nu 50 nè. Nu 50. Dưới 57kg giùm em luôn mã nu 50. Nu 50 nha mọi người ha. Rồi dây vàng cho em luôn 45.000 thôi vì dễ thương luôn. Vàng cho em luôn 45, che khuyết điểm cực kỳ tốt. Vàng 45. Chốt mã vàng 45 áo nỉ có. Vàng 45 nỉ có nha bà ơi. Nỉ có ra bóng gì mấy đi ngốt. Trời ơi cái màu đen này đẹp lắm nè. Trời ơi cái màu đen này hơi bị đẹp luôn mấy chị ơi nè. Tay dài màu đen nha, dễ thương lắm 50. Rồi đen này cho em luôn 50 này, coi giãn thoải mái nha, mang dễ chịu. Rồi đen 50. Thôi hàng lên số đi chị. Ủa lọ của gì tôi cũng có đó, từ từ đi bà ơi. Cái nào cũng được. Vàng 45 cho Lệ Quân. Bộ thun quá chị. Mối đen 65 này luôn nè, cho Trinh Ngọc Tiền nè. Sao chị lấy nó giống y nhau vậy? Phải lấy mẫu khác chứ. Mỗi thứ một ít cho chị, nu 50 cho chị, Loan Hoàng lên số đi chị. Ờ, đen 50 luôn cho chị Trang Nguyễn nè. Trời ơi đúng đúng cuối tuần luôn mấy chị ơi, rất chi là đông khách nha. Còn đầm tay dài, phông rộng bữa chị like không, đầm tay dài như hết rồi em. Rồi hồng cho em luôn 50 với 55kg nè. Hồng 50, nói chung là đợt này là bán áo kiểu thì hơi bị đắt. Rồi một cái nu 50 nè, chốt cho chị Hồng Ngọc nha, nu Chanel nè. Hồng Ngọc nè. Chung là cái tháng này thì bán áo kiểu, áo đồ là hơi bị chạy rồi. Rồi tiếp giùm em luôn mã trắng 50, mấy chị nhìn chắc nè. Nó bao mịn màng mà nó bao co giãn luôn. Rồi trắng cho em luôn 50. Có bộ đùa kiểu không chị? Có luôn. Trời ơi đùa kiểu bên chị hơi nhiều em. Đùa set bộ có, set bộ kiểu có, đùa thái có. Hồng 50 cho Thí Kiều nè. Lan hàng lên số đi chị. Trắng 50 luôn cho Trang Nguyễn nè. Rồi lên cho em luôn mã xám 45 với 57kg. Xám 45. Xám 45 với 57kg. Chốt mã xám 45. Đồ gì cũng có đó. Em nghe bán tổng hợp lắm. Đúng rồi, chàng tế gần lễ nè, nên là ai cũng mua áo rất là nhiều, với lại đồ bộ hố nữa, xét bộ nữa người ta mang. Rồi hồng cho em luôn 45. Hồng cho em luôn 45 với 57kg. Áo này áo hàng Zara, chắc chi là mát luôn. Rồi hồng 45 đi mấy chị, mã hồng 45. Rồi tiếp giùm em luôn mã đen 50. Đen cho em luôn 50 chút, em luôn là mã đen 50 nha, dục mấy xét bộ kiểu qua đây cho em luôn. Đen 50. Cái này là nu. Đen 50, đúng rồi. Nu là cho đen 50. Cho hồng ngọc. Hồng hồng vậy đó. Ừ. Rồi trắng cho em luôn 50 còn ấy nha chị. Xét bộ kiểu là bên này nè chị. Rồi chị nào lấy hồng chút giùm em luôn hồng 5 à, đen à, trắng 50 nè. Trắng đen cho em luôn 50 nha mọi người. Đó xét bộ kiểu là ngay cái đống màu hồng đó luôn á chị. Thằng bồ nó lo làng, trời ơi thằng bồ mới người yêu mà có gì đâu mà la làng, càng la làng càng mua. Mình con gái phụ nữ mà sửa soạn mặc đồ các kiểu, đúng không? Nói thì nói vậy chứ, bây giờ không mang lúc có bầu á thì mang đồ thấy mẹ luôn mấy chị, mà có mang được đâu, khổ ghê á. Để em đem bộ ngố cho chị lựa. Hana thấy chị lên số đi chị. Ghé luôn. Hana màu hồng có luôn nha, trời ơi không giống ốp màu hồng luôn á. Sáng 45 mới chút Nguyễn lên số đi chị. Trời ơi siêu phẩm cho em luôn nè. Cái trắng này bao nhiêu đó chị đẹp, 50 đúng không? Ừ. Cái này là đùi thái giùm em nha mọi người đó. Mã đùi thái bên em Nhi nè. Cái con này là theo nha mọi người ơi, 65.000. Rồi đen cho em luôn là mã đen 65 nha, đùi thái. Đùi thái mặt nhà nha, con gấu theo nè. Rồi mã đen 65 với 60kg nha. Đen 65 với 60kg, chút mã đen 65 cho em Nhi. Chút Nguyễn lên số luôn đi chị ơi. Hồng 45 là chị Kim Thơm, chu cha bữa giờ mới thấy chị luôn á nha. Rồi ai lấy mã hồng màu đen 65, chút đen 65 giùm em. Rồi lên có mấy chị cái mã xét bộ này, mấy chị nhìn là mấy chị không mê thì thôi rồi luôn á. Xét bộ Barbie doll, mặc bầu bỉ được, bôn trang được, bụng mỡ, bụng bầu, bụng bia gì bôn trang cũng được hết luôn á. Rồi lên mấy chị luôn hồng mã hồng 95.
Mã hồng thiết kế này cho em luôn, chỉnh lông quần hai bên có túi nha. Đây, đẹp chưa, xuất sắc chưa. Rồi hồng chỉnh lông dùm em luôn, mang bộ này hơi bị yêu luôn. Hồng chỉnh lông dưới 57kg, quần có túi mấy chị. Chốt mã hồng 95 set bộ kiểu nha. Mang rất chi là dễ chịu luôn, bầu bí bông gen được. Chốt Nguyễn lên số luôn đi chị. Thì em còn mấy bộ à, rẻ đẹp và dễ thương lắm nha, mang nó hơi bị yêu luôn á. Rồi lấy vàng chốt dùm em luôn, mã vàng 95. Vàng cho em luôn 95 với 57kg nha, chốt mã vàng 95 cho em. Cực kỳ yêu luôn á mọi người ơi, mã vàng 95. Vàng 95, hồng 95. Bộ kiểu mấy chị có mang ở nhà, mấy chị mang đi chơi gì cũng được. Rất chi là xinh luôn. Rồi lên cho em luôn mã xanh 95 nè. Rồi lấy xanh, chút xanh cho em luôn 95 mấy chị với 57kg nha. Đẹp lắm, dễ thương lắm. Xanh 95 với 57kg nha, lấy xanh chút xanh. Hay hỏi bộ bộ kiểu đùa thì chốt nha mọi người. Bay với đôi mặt nhà ha, yêu dễ thương. Bánh bèo, bánh bèo, cột vô dùng đi. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi, ngố hơi bị xịn mịn nè. Rồi ngố thái này cho em luôn mấy chị 70. Chúc Nguyễn đặt hàng lên số đi chị ơi. Vàng 95 tiếng anh Nguyễn này có đơn rồi. Rồi lên cho em luôn ngố đen 70, trời dễ thương quá. Ngố đen cho em luôn 70. Dễ thương chưa, cái quần gấu này yêu quá trời yêu. Rồi ngố đen cho em luôn 70 nha mọi người nha, vải đẹp lắm. Cái này bình thường phải bán 95, 101 giờ bán. Hôm nay cuối tuần xả cho mấy chị với giá 70. Xả đây là hàng nó ít lắm nha, nó không có được gọi là nhiều số lượng đâu. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, trắng 70. Rồi trắng cho em luôn 70, chú mở trắng 70 giùm em anh. Cái này dễ thương lắm, vải rất chi là đẹp luôn. Rồi ngố đen cho bò ba é gì nè. Rồi đi trắng, chú trắng 70 cho nhanh, màu trắng đẹp lắm. Trắng vải siêu dày luôn nha mấy bà. Trắng dày cực kỳ luôn á, mấy chị đừng có nghĩ là sợ màu trắng nó mỏng. Mà có số rồi. Trắng dày. Rồi lên cho em luôn là hồng 70. À đấy hồng 70, chú hồng 70 giùm em luôn, dễ thương chưa? Không được, biết không được nữa. Ngố đẹp lắm, hồng 70 cho em, cái phục cát thì một bên. Dục bình lưng vậy. Để cô cái cháy. Rồi hồng cho em luôn 70. Không, để lên đây. Hồng, hồng 95 cho chị Thảo Lì, ok chị. Trời ơi, hàng cô Tông Thái đẹp nhất cái đó. Vải xiêm mềm mịn luôn. Rồi hồng nha, trắng nha. Và đen dùng em luôn đi mấy chị, 70. Ba màu, ok chưa, chốt liền cho em luôn. Chốt Nguyễn đặt hàng lên số đi chị ơi. Áo đang mang còn một cái màu đen 50 nè. À lấy đen 50, chú đen 50 dùm em nè. Áo đang mang còn một cái màu đen 50. À lấy đen 50, chú đen 50 cho em. Hồng, đưa cái bộ hồng cho em. Hồng 70 cho tiếng rồn. Trời ơi, cái này chốt dùm em luôn là là mã đẹp nha. Rồi đen cho em luôn là đẹp 70. Đẹp cho em luôn 70 với 55kg nha mọi người nhá. Đẹp 70 nè, cái quần bên em là quần boy slip luôn á, đẹp á. Rồi đẹp cho em luôn 70. Hồng còn không? Ngố hồng còn không? Ở ngoài kia còn ri nào không chị? Cái bộ đây nè con. Đen 50 luôn cho Tiết Anh Nguyễn nè. Rồi cái này chốt dùm em luôn mã đẹp nè. Rồi đẹp cho em luôn 70 nha, ai lấy đẹp chút đẹp nè. Tôi nhận hàng rồi nha, là cái đơn trước hả bà? Đơn lâu lâu á hả? Rồi mã đẹp đi mấy chị, đẹp con gấu, quần là quần bô zip con siêu đẹp nha. Bộ đó còn không chị? Không, còn trắng luôn. Hết màu hồng rồi mấy chị, Hương Nguyễn không có hồng đâu. My Dung Nguyễn cũng không có hồng luôn nha. Đẹp 70 cho bò bé, không có hồng đâu. Đẹp 70 chị Hoa Sen, còn ngố đem nối vô đây chị. Một bộ trắng 70 cho chị Lan Đoàn. Cái mẫu màu hồng của cái bộ màu trắng đó là hết rồi nha chị Lan Đoàn. Em chốt Hoa Sen lên số chị ơi. Còn trắng mới sắm thôi, trắng sắm đâu. Chốt một bộ trắng cho chị Lan Đoàn đi. Chị Lan Đoàn qua cái mẫu này không? Qua cái mã đẹp này 70 không? Cũng hồng nè chị nè. Đồ đẹp 70 này còn không chị? Ờ có đâu. Đẹp 70 luôn cho chị như Nguyệt Quang nè. Đây 50 mét không? Ủa chị dùng bộ hồng trắng cho Lan Đoàn. Trắng là trắng đó em. Rồi hồng 70 em hết rồi nha. Em đọc xong mấy chị phải chốt đúng mã đó cho em nè. Cái mã hồng kia em hết rồi. Cái màu hồng này em chốt là mã đẹp nè. Ai lấy mã đẹp có thì chốt giùm em là mã đẹp ha. Trời ơi em nói thiệt là đúng đẹp luôn cái quần này. Quần là quần bôi xếp thái luôn mấy chị. Rồi đẹp 70. Đẹp 70 với 55kg chốt giùm em luôn mã đẹp nha.
đẹp 70. Chị Lan Đoàn, chị lấy cái mã đẹp này không? Thay mã đẹp này qua cái mã hồng kia được không? Rồi đẹp cho em luôn 70 nha. À đây đẹp chút, đẹp 70 cho em nè. Như Nguyệt qua lấy số đi chị. Xúc tắc luôn á mọi người ơi. Đẹp 70 ha. Dưới 55kg mấy chị. Rồi cái này chút giùm em luôn là nu 70. Nu cho em luôn 70 với 55kg nha mọi người ơi. Nu 70 dưới 55kg chút phải nu 70 nè. Đẹp xuất sắc luôn á. Đẹp chưa? Rồi thêm một cái bộ đẹp 70 cho chị Lân Đoàn là hai bộ này. Rồi lấy mã nu quất luôn cái bộ màu nu về cho em luôn mấy chị. Cái quần màu nu quá đẹp luôn. Rồi ai lấy nu chút nu giùm em luôn 70 nha. Quần không có túi đâu chị, nu 70. Nu cho em luôn 70, ai lấy nu chút nu. Bộ đẹp em còn hai bộ này. Ai có lấy bộ đẹp thì chốt thêm bộ đẹp giùm em luôn 70 nha. Qua tiếp siêu phẩm. Cái bộ này qua lấy lại số đi chị. Cái bộ này là gọi là cái gì ta? Đang rất chi là hot hết luôn. Đây. Một áo vuông rộng cho em nhé chị và một cái quần leggy dài. Cái này mã ngố dài này mọi người, trời ơi nó đẹp. Mấy chị nhìn cái chất quần nè. Mấy chị mang không đẹp không biết thiền. Trời ơi, quần này mấy chị mê chưa? Chất quần nè đúng đã luôn. Rồi lên cho em luôn đi mấy chị, chú giùm em sọc trắng 95 nè. Trời ơi, bộ này mê quá. Áo vuông rộng nha mấy chị ha và một cái quần leggy dài. Chắc phải quần mấy chị mê luôn á. Rồi sọc trắng 95 ngàn. Dưới 55kg cho em luôn mấy chị. Cái này mang về với ta đi chơi luôn hơi bị đẹp. Sọc trắng 95 ngàn. Chốt mã sọc trắng cho em Nhi nha. Sọc trắng 95. Chốt liền sọc trắng đi mấy tình yêu ơi. Mã sọc trắng 95 cho em. Có bộ nó mang lên viết luôn á. Quần đã lắm. Rồi nu 70 chị ôi hoàng. Cái bộ nu nó đẹp lắm á mấy chị. Áo trắng phối màu nu đó là VIP xịn mịn luôn á. Rồi đen cho mấy chị luôn là một cái xích ngố sắc nách. Đẹp chưa? Một ngố sắc nách cho em luôn mấy chị ha. Một sơ mi sắc nách và một cái quần ngố. Rồi mã này em Nhi tri ăn mấy chị luôn 88 ngàn thôi. Đời bộ hồng 70 chị tiếng rồn rồi. Trời ơi bộ này 88 ngàn nè. Như Nguyễn Quang lên. Rồi Nguyễn đặt hàng lấy số đi chị ơi. Cam 88 ngàn dưới 57kg dùm em. Ngố sơ mi sắc nách mặc cực kỳ sướng. Cam 88 ngàn dưới 57kg mấy chị. Cái bộ này mấy chị mang đi chơi được nha. Mẫu này mấy chị mang đi chơi vòng vòng đều được luôn. Cam 88 ngàn dưới 57kg nha mấy chị ha. Cái này xếp xịn luôn á. Rồi hồng cho em luôn 88 ngàn mấy chị dưới 57kg. Chỗ này đẹp quá. Bộ này đúng đẹp còn có mấy bộ hàng hết thôi. Hồng 88 mấy chị Nguyễn Hương. Chị ra bóc cho em ri này nữa đi chị. Sọc trắng 95 mấy chị My Dung Nguyễn có đơn nè. Chị Lan Đoàn chiều ghé lấy nè. Ghi vô đi, ghi vô giấy đi Lan Đoàn ghé đi xíu soạn. Rồi lấy hồng chút giùm em luôn mã hồng 88. Hồng 88 nha mấy chị ha. Cái này là ngố sơ mi đẹp lắm. Hồng 88 với 57kg nè. Chị bên cái đóng ngố chị đừng có dỡ chỗ đó. Chỗ đó là xích bộ. Đó ngố đó. Không phải đâu, ngố bên kia. Bên kia kìa. Không. Bên cái đóng ngố bên cái bao xanh á. Đó. Bên cái đóng kia. Đúng rồi, chị dở dở ren. Không luôn. Ngay chỗ cái đóng ngố á chị ơi. Vì em nói em chắc hàng em nhớ mà. Nên là em phải chắc hàng em mới nhớ cái nào còn hay không được. Rồi cam này cho chị Nguyễn Thị Tuyết ghé nè. Bộ này đẹp không còn mấy bộ à. Cam luôn cho chị Lan Kim nè. Cam luôn cho chị Lan Võ nè. Rồi hết cam nha mấy chị đẹp. Rồi qua hồng không. À lấy hồng chút hồng giùm em nha. Hết cam rồi bà ơi bà ơi. Hết cam rồi chị Mơ Lê ơi. Qua cho em hồng hoặc là màu đậu nè. À lấy đậu chút giùm em luôn. Mã đậu 88 nè. Chị ghi vô. Đậu cho em luôn 88 nha mấy chị. Với 57kg ha. Rồi lấy đậu chút đậu giùm em luôn 88. Hết cam rồi chị Mơ Lê qua một khách giùm em. Rồi đậu 88 đi chị, màu đậu đẹp nhất lắm. Lan Võ với lại Trúc Nguyễn đặt hàng lấy số đi chị. Rồi màu hồng nè. Rồi ai lấy màu hồng chứ màu đậu thì chốt ra là hết luôn. Còn mấy bộ này mấy chị. Đậu 88, hồng 88 giùm em nha. Màu đậu em thấy cũng đẹp mà. Đậu cho chị My Nguyễn 88 lấy số đi chị. Rồi còn đậu với hồng thôi. Rồi xếp 3 video này cho em luôn 85 ngàn. My Nguyễn Lan Võ với Trúc Nguyễn đặt hàng lấy số đi chị ơi. Dễ thương
chưa? Set Barbidol em chốt với chị 85 thôi. Lên game luôn là môn 85. Môn cho em luôn 85.000 với chị dưới 57 kg. Bầu bí môn cho em được. Môn 85.000 với 57 kg. Qua bóc cho chị mấy cái áo nữa đi. Cái ngốt học nở ngoài nó còn không ta? Cái đó. Ừ, còn đúng không? Chị đem ra đây cho em đi. Rồi lên cho mấy chị luôn mã này nè. Rồi mã Thái giùm em tri âm với mấy chị luôn ha. Đúng đẹp luôn mấy chị, 68.000. Lên cho em luôn mấy chị. Sọc hồng 68.000 nè. Sọc hồng cho em luôn 68.000. Chắc siêu dày dặn luôn nha mọi người. Sọc hồng cho em luôn 68.000 với 57 kg nè. Sọc hồng 68 với 57 kg. Chút mã sọc hồng cho em. Bộ này đẹp lắm. Rồi sọc hồng số 8. Rồi sọc hồng số 8. Bên em lên deal lên đồ rồi là đặt chắc cú nha. Chị không đổi hàng giùm em nha. Lên số mai luôn đi chị Lan Võ ơi. Rồi cái này chú giùm em luôn. Lỗi rồi. Có không chị? Cái sọc này có không? Có, để trên này đó. Rồi đây đây. Rồi ai lấy sọc sọc hồng chút cho em luôn. Sọc hồng nha, 68.000 sọc vàng nè. Rồi ai lấy sọc vàng chút sọc vàng. Lấy cho em luôn mấy cái áo luôn. Sọc vàng. Sọc vàng 68. Ai lấy sọc vàng chút sọc vàng. Chắc về đẹp thật sự luôn á mấy chị. Không nói điêu đâu, thiệt luôn á. Đó bên nó là áo hết đó chị, cho em một cục thể thao luôn. Còn ngũ nha đăng like nè. Rồi sọc màu hồng với sọc màu vàng giùm em nha. Màu vàng rút rút đẹp lắm. Sọc vàng cho chị Mơ Lê nè. Lấy cái cao đó cho chị Mơ Lê luôn đi. Bỏ cái đậu qua cho chị Lan Nguyễn. Lan Võ đúng rồi. Đậu chị Lan Võ lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Rồi này chú giùm em luôn là Thái 60 nè. Áo khoác hả chị, để em coi coi. Áo khoác em còn ít. Sọc vàng em như hết rồi. Em còn sọc hồng mà. Rồi cái này chú giùm em nè. Thái 60. Thái cho em luôn 60. 88 dục bộ 88 qua đây lại cho em. Thái 60 chứ 60 kg nha. Chú mà Thái 60. Mở bộ một màu thôi. Cái này sọc sòng rút rút đẹp lắm. Mọi người không lấy ta. Cái mẫu này màu này em thấy đẹp mà. Rồi đó sọc hồng chút. Sọc hồng 68 nha. Sọc hồng 68. Còn 4 bộ sọc hồng này mấy chị ơi, buồn quá à. Dục sọc vàng chưa hết rồi. Hết rồi còn đâu. Rồi lên tiếp giùm em luôn là đậu 88 cho chị gì đó coi lại nè. Vì bán đồ dễ chịu lắm, coi cho coi à. Rồi đậu 88 nha chị đẹp ơi. Dưới 57 kg cho em nha, mã đậu 88. Đó, cái này là áo sơ mi luôn á mấy chị. Với lại cái quần đó. Đậu 88. Đậu 88 với 57 kg giùm em nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn là hồng 88 nè. Hồng 88 với 57 kg. Chốt mã hồng 88 cho em. Đó. Chị nào coi lại em cho coi lại đó. Sọc vàng hết rồi chị, không có sọc vàng đâu. Sọc vàng có một bộ à. Nhận đồ được rồi, đẹp lắm. Trần Kim Hoa em cảm ơn chị nha. Màu hồng đó em xô chị coi rồi đó chị. Mới xô luôn đó chị. Rồi bộ dây này cho em luôn 40 với chị. Dây 40 ha, dưới 57 kg. Mặt nhà cực mát. Dây cho em luôn 40 với 57 kg với chị ha. Cái này dây Barbidol nè. Dây 40 với 57 kg nè. Hồng với chị Hoàng Du 88 nè. Rồi dây. Dây 40. Rồi cái này chốt giùm em luôn với chị ha. Đuổi nè, đuổi 45 nè. Hồng 88 luôn chị ơi, Hoàng. Rồi đang cho em luôn là đuổi 45 mấy chị ha. Đuổi 45 với 55 kg. Mãi đuổi 45. Rồi đuổi cho em luôn 45. Rồi lên áo này mọi người ơi. Mọi người ơi. Nè hai áo này ghi cho hiển thị. Hiển thị cái lấy. Rồi hồng 88 còn không? Còn. Hồng 88 luôn cho chị tí xíu. 65 đúng không? Hồng. Alo. Hồng 88 với chị tí xíu lên số giùm em nha. Dạ sao vậy anh? Rồi dây 40 chị Trần Thuận. Dây 40 Trần Thuận. Giờ cái gì nha anh? Đầu 88 còn một bộ luôn cho chị Thảo Phương. Rồi cái này chốt giùm em luôn. À, mới 2 ngày nhanh ghê luôn. Cảm ơn chị Thu Hiền nha. Ai chưa có số lên số giùm em mấy chị. Từ từ nha, để em hỏi chị Nhi cái. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã trắng 55.000. Rồi, chị Nhi đang lan ơi, để trắng 55.000 nha mấy chị.
trắng cho em luôn 55.000 nhưng mà chị với 57kg 2 chút mở trắng 55. Chuyển dùm cho ảnh cho người khác hai chị không anh đem tiền mặt này anh trả. Trắng 55.000. Trắng 55. Ui cái này áo này đẹp lắm mọi người, cái này áo kiểu nha của team nè. Ly 65. Đúng rồi, hiển thị 65.000 cái. Rồi trắng cho em luôn 55.000 với chị với 57kg ha, mã trắng 55. Ai chưa có số lên số giùm em nữa, tình yêu xinh đẹp. Tí xíu gì đó lên số đi bạn ơi. Dây trần thuận. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một cái cam 65.000. Trần thuận lên số mấy anh chị. Cam cho em luôn 65.000 với 55kg mã cam 65. Trắng 55 mà chị Hoàng Du chết cái mẫu trắng này mang đây nó chị ơi, thật sự là dễ thương luôn á. Nhìn đẹp lắm. Trắng Morip. Cam Morip giùm em luôn 65.000 nha. Mã cam 65 cho em. Cam Morip 65.000 đẹp lắm, chắc mê lì. Rồi tiếp cho em nghe luôn một cái áo Barbie doll nha mấy chị ha. Trời ơi, áo Barbie doll thu đông này mọi người dễ thương chưa? Rồi chốt giùm em luôn là áo 55.000. Chắc đúng đẹp luôn. Áo cho em luôn 55.000 mấy chị với 57kg nha. Trời dễ thương quá. Tay nè. Áo Trang Thuận lên số đi chị ơi. Áo 55.000 với 57kg chút mà áo 55 là ok nha. Cam 65 luôn cho chị Ôi Hoàng. Quần thể thao em like luôn nè. Đem qua đây mà chị, nãy chị bóc đi quần thể thao cho em chưa? Chưa đúng không? Chị kêu nhưng mà phải xíu nó đi. Chị còn like phải tới 2 giờ. Chị kêu là chị chuyển cho anh á, nhưng mà tầm 2 giờ chị mới chuyển được. Em đang rồi, like, em không có. Cái này chốt giùm em luôn là mã đen 50 nè. Đen cổ lọ này cho em luôn 50 nha mấy chị ha, đen 50. Rồi. Đen 50 với 55kg mà đen 50. Kêu bán thì gửi số tài khoản qua tin nhắn đi. Anh gửi đen 50. Nè, em nói nha, anh gửi số tài khoản qua tin nhắn. Đen 50 cổ lọ tay dài giùm em luôn, mã đen 50 nhá. Đen 50 cho em. Rồi mà anh cầm tiền mặt anh trả cho chị. Rồi tiếp cho em luôn mọi người ơi. Đơn một rồi. Có đơn một mà nó. Bừa nhận đồ rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị Nguyễn Yến nha. Có một đơn mà lâu quá không thấy được là ai gọi điện chốt đơn cho chị chưa hay sao. Rồi cái này chốt giùm em luôn mọi người ơi. Đây. Quần thể thao chốt giùm em luôn mã sọc trắng này. Sọc trắng cho em luôn 45.000 với 55kg với mấy chị. Cái này thể thao gọi là gì đó. Ờ thể thao này có bo này, có sọc này, có túi giùm em nha. Chốt giùm em luôn sọc trắng 45. Sọc trắng cho em luôn 45.000. Trời ơi cái quần thể thao này mấy chị mê luôn á. Đen 50 cho chị limit nè. Đen 50 cho Huệ bé ghé này, hết đen. Rồi chế nào lấy cái gì ta. Lấy quần thể thao sọc trắng thì chốt sọc trắng cho em nè. Sọc trắng 45. À gọi chút rồi để em cho đi đơn rồi đó. Đơn chị lâu chưa. Bên em mà chốt là cho đi liền luôn á. Rồi sọc nu cho em luôn 45. Sọc nu cho em luôn 45. Chút mã sọc nu 45 mấy chị với 55kg nha. Rồi bóng người chị ngúa sơ mi luôn vô đây. Ngúa sơ mi gấu. Rồi nu 45 và trắng 45 dùm em luôn. Ai hỏi quần thể thao đó thì chốt cho mấy chị. Ngố sơ mi á chị, em đã bảo là ngố là em bỏ hết vô đóng bên kia. Đó, đó đúng rồi, đó, bên này, em nhìn em thấy nè. Đó. Rồi cái này chốt giùm em luôn mọi người ơi, lên siêu phẩm này cho em luôn. Rồi đang cho em luôn 95.000 còn cục thôi. Ừ. Rồi đang 95, nu 45 á chị Hòa Nguyễn, nu 45. À. Sọc nu 45 đúng không? Sọc nu 45 á chị Hòa Nguyễn nè. Rồi một sọc trắng này, một sọc nu nè, cho chị Phạm Thu Thảo này ghé lấy nè. Trời ơi, quần thể thao nó dày má ơi luôn á. Bộ thể thao 50k hết rồi đó, hàng sale mà bà. Rồi này chú giùm em luôn là đen 95.000 nè. Đen cho em luôn 95.000 mấy chị ơi, một cái quần ôm dài và một cái áo nha. Chú giùm em mã đen 95 nè. Cái này mã ngối dài nha, đen 95. Đen 95. Cái này gối dài cho mọi người nha, mã đen 95 cho em nè. Rồi quần thể thao này có sọc khác nữa nè. Cái này ai lấy sọc khác chốt giùm em luôn mã sọc khác 45 nè. Sọc khác cho em luôn 45.000 mấy chị ha, màu trắng có viền chữ nè. Sọc
trắng cho em luôn 45 nè. Sọc trắng cho Bích Trâm nè. Mã này chốt giùm em là sọc khác nha. Sọc khác giùm em luôn 45.000. Trời ơi vải thể thao bên em dày lắm. Sọc khác 45. Sọc khác 45 mọi người nha. Rồi lên cho em luôn sọc cam 45. Ai lấy sọc cam chốt giùm em luôn sọc cam 45. Sọc cam 45. Nhờ gì đây ta? Cái gì đây mà đen gì đây chị? G đen là gì ta? Rồi sọc cam cho em luôn 45. Tiếp cho em luôn một cái sọc vàng 45. Ai lấy sọc vàng chốt giùm em luôn sọc vàng 45 nha mọi người ơi. Sọc vàng 45. Tóc tai gì vậy? Sọc vàng 45 mấy chị. Trắng chẳng muốn nói mà. Trời ơi, cái áo trắng này nó đẹp dài mà mấy chị không lấy nghĩ sao vậy ta? Áo trắng này đẹp lắm đó mấy chị ơi. Đang 95 mấy chị Hoa Sen. Bộ VIP á. Sọc khác 45 mấy chị Trần Thuận. Cái trắng 55 này đẹp lắm luôn đó mấy chị. Đẹp dã man luôn. Thật sự mà nó lạ lùng mà nó đẹp. Rồi chị còn ngố thun gì đây? Rồi tiếp giùm em nào, qua tiếp. Freestyle, thể thao freestyle. Trắng tay dài. Trắng tay dài là mã nào vậy? Rồi khoác rinh này cho em luôn mấy chị còn cái nha. Rồi khoác rinh này còn cái xả luôn cho 100. Khoác rinh này hàng bơm đó mấy chị, khổ cái đời. Rồi khoác rinh cho em luôn 100. Hai đứa khoác rinh chút giùm em luôn khoác rinh 100. Rồi dây lên này cho em luôn mấy chị, xám 35 ngàn. Xám cho em luôn 35 ngàn. Áo trắng 55 mấy chị Lan Kim. Lan Kim đi số luôn mấy chị. Rồi xám này cho em luôn 35 ngàn nha, dây lên. Dây lên mặt nhà. Xám cho em luôn 35 ngàn với 55 kg nè. Rồi đỏ cho em luôn 35 ngàn với 55 kg mấy chị. Ai lấy đỏ chút đỏ. Cái này là dây lên mấy chị nha. Vải đẹp lắm á. 35 ngàn cái này bơm, xeo, xả. Đỏ này chút giùm em luôn dây xanh 35 ngàn. Ai lấy dây xanh chút giùm em dây xanh 35. Xám 35 mấy chị Nguyễn Hương. Trời ơi. Dây này hàng bơm đó mấy chị chứ nó đẹp dã man luôn á. Lên bên em là lên dày dặn không ba cái đồ mà lên mỏng lỏng lắc lét đâu. Đỏ 35 liệu quân. Rồi ai lấy sọc chút sọc giùm em luôn 35. Em mới hiểu mấy chị là chắc lên bên em đúng đẹp. Cái này hàng bơm á chị em xả đó. Rồi sọc cho em luôn 35. Quải đạn, quải đạn. Rồi xanh 35 cho Bích Kiều. Tầm này không có hàng bán mà còn bị bơm nè. Bật bật hết cả người. Rồi khoác lên 100 luôn cho chị Tuyền Kim. Khoác lên 100 cho chị Tuyền Kim ok chị nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, áo đen cổ vuông siêu đẹp nè. Rồi đen này cho em luôn mấy chị trắng. Trắng à. Rồi trắng cho em luôn 45.000, bôi riết cổ vuông nha mấy chị đẹp lắm bình thường. Rồi mã trắng cho em luôn 45. Bích Kiều lên số đi chị. Ghé luôn. Trắng 45. Trắng 45 với 55 kg nha mọi người. Trắng 45. Rồi cái này chốt giùm em luôn cái gì đây? Rồi ngố cho em luôn 70. Rồi ngố cho em luôn 70 với 55 kg nha, chốt mã ngố 70 nè. Ngố 70 với 55 kg mấy chị, chốt ngố 70. Ngố 70, ngố 70. Tuyền Kim với lại Lan Kim đặt hàng lấy số em luôn đi chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Gấu 70. Rồi lên cho em luôn là gấu 70. À đấy, gấu chú gấu 70 giùm em nha, bộ ngố này. Rồi gấu 70. Ý là mua đặt hồi nào? Thầy nghĩ đâu một không? Rồi khẩu trang 3D cái giùm em. Cái đó chị là cái gì vậy? Rồi khẩu trang 3D. Khẩu trang 3D giùm em luôn, trừ sớm mấy đồ rồi còn sớm giùm em. Khẩu trang 3D giùm em luôn á chị, trắng 45. Chị có nói chị gái không? Trắng 45 mà chị Huyền Trần. Ngối trắng 70 cho chị Thi Lê Đô. Rồi cái này chốt giùm em luôn mọi người ơi. Khẩu trang 3D một hộp 50 cái 35 ngàn. Ai đó khẩu trang 3D thì chốt nha, bơm có hộp nè.
khẩu trang 3D giùm em luôn, 50 cái 35.000 chốt khẩu trang 3D còn xếp. Cái này em còn ngố đỏ à, khẩu trang chơi limit luôn. Rồi em còn ngố đỏ 70, chị nào lấy ngố đỏ 70 chốt ngố đỏ 70. Hồi tối em nhớ có đọc tên luôn á chị, coi kỹ lên nữa thử. Rồi đỏ cho em luôn 70, chốt đỏ 70 giùm em nè. Ngố đỏ 70. Rồi cái này quần kaki mấy chị, quần kaki set 50. Quần kaki set cho em luôn 50 nha. Quần kaki set cho em luôn 50, gấu đỏ 70 luôn cho bích trong. Rồi quần kaki set cho em luôn 50, coi dẫn lấy cao nha mọi người. Quần S 50. Quần size S cho em luôn 50 nè. Rồi kaki mặt nhà cho em luôn 35, chốt mã quần đen 35. Quần đen 35. Quần đen cho em luôn 35 không biết. Thị Lê Đô đặt hàng lên số luôn đi chị. Quần đen 35.000. Cái này đúng không chị? Đó, nó có đâu mẫu bạc qua không phải đâu. Rồi cái này chú giùm em luôn mấy chị ơi, một mã trắng 95.000 mã ngố dài nè. Cái khẩu trang là cho limit đúng không? Đúng rồi. Rồi này chú giùm em luôn mấy chị mã ngố dài nha. Chú giùm em luôn là mã trắng 95 nè. Rồi trắng cho em luôn 95.000 nha mấy chị, với 55kg ha, mã trắng 95. Trắng 95.000 với 55kg, mã trắng 95 nè. Em nhớ tối em dục qua đơn ghé đó, mà chị qua thử kỹ là thử. Rồi ngố sơ mi 3 món này cho em luôn mấy chị ơi, 95 nha. Chốt giùm em luôn là mã nuôi 95 nè. Một áo sơ mi nè, một cái áo dây và một cái quần ngố nha mấy chị. Em xe luôn mã này 95.000 cho mọi người nhé. Đỏ cho ai vậy chị? Bích Trâm ơi. Rồi chốt giùm em luôn đi mấy chị ơi. Bích Trâm lên số luôn chị ơi. Chị có đặt một khó khăn cho bán đúng không? Trời ơi, cái nu 95 này đúng đẹp luôn. Rồi lên cho em luôn là mã nu 95. Cái này là ngố sơ mi nha mấy chị, 3 món. Nu 95.000 với 60kg. Rồi này chú giùm em luôn là mã hồng 95 nè. Hồng cho em luôn 95.000 mấy chị với 60kg để giả ma. Người ta lấy hoa na là ôi ôi, cái này 130-140 giờ sale á. Hồng Diễm Nhu nu 65 nè. Rồi lấy hồng, chốt hồng 95 cho em luôn. Còn hai set hả? Hồng này, Diễm đây số đi chị. Cái này 140 giờ em đi sale còn có 95.000 thôi đó mọi người ơi. Chị lấy cái loại nào vậy? Ờ. Rồi nu 95 luôn nha chị Phương đổ ghé. Rồi em còn một cái hồng là hết luôn. Em còn một cái hồng luôn nha, lấy hồng chút hồng cho em nha. Em còn đúng một cái hồng. Còn một cái hồng 95 đó mấy chị. Xíu em có mấy cái set thiết kế nữa em sale cho mấy chị luôn. Bích Trâm lên số đi chị ơi. Quen. Rồi tiếp tục cho em luôn mọi người một cái mã nu. Trời ơi cái áo nu này đẹp quá. Nu nha mấy chị ha, nu nè. Nu cổ vuông mấy chị, rút dây hai bên. Cái này hàng xịn giùm em luôn nha, vải mấy chị ghiền. Rồi nu 55. Nu cho em luôn 55.000 với 55kg mấy chị, chốt mã nu 55 cơm nè Biên ơi. Mô trời, không đi kiếm đồ ăn. Nu 55.000 với 55kg mã nu 55. Mà mới cười. Rồi sao thích gì? Áo này đẹp lắm mấy chị. Đi Noel đi bài. Của ai gì tầm này có ăn hết. Rồi trắng cho em luôn 55.000. Của ai gì tầm này. Ôi áo này đẹp lắm. Nói chung là mang vô nhìn cái tôn giá cực kỳ luôn. Nu 55 luôn cho chị Phương đổ. Mấy chị Phương đổ là cách cá đó không chị? Chị ăn bà đó. Cái áo này cái cổ vuông nha mà rút hai bên nữa mấy chị. Thật sự là lên form đẹp lắm. Rồi lấy trắng chút giùm em luôn mã trắng 55 nè. Nhìn nó lạ lắm. Trắng 55. Dưới 55kg giùm em nha mấy chị ha. Mã trắng 55. Khẩu trang KS 97 luôn hả? Ghê vậy. 94 chứ. Rồi lên cho em luôn là mã hồng 55 nè. À lấy hồng chốt giùm em luôn mã hồng 55 nha mọi người. Đẹp lắm. Hồng 55. Áo mặc làm gì còn chị ơi, không còn áo mặc đâu. Rồi trắng 55, hồng 55 cho em nha. Đẹp cực kỳ. Trắng 55 thì chị Bảo Thi lên số giùm em nè. Ngố 95 mà hoa. Ngố 95 màu nu em hết rồi, em còn màu hồng được không? Ngố 95 em còn màu hồng chị Hoa Sen ơi, lấy hồng được không chị đẹp? Ngố sơ mi em còn hồng nha, một áo sơ mi nè.
một cái áo dây nè, và một cái quần ngố này, chú giùm em luôn mã hồng 95 nha, còn một bộ nha. Bảo thay lên số luôn đi chị. Hồng 95 mà chị, chú hồng 95 được không? Rồi F94 rồi em, một set 50 cái 69.000. Rồi F94 một set 50 cái em ơi. Ngố nu 95 mà chị Phương đổ em chốt rồi. Áo này đẹp mà mấy chị không lấy em rầu luôn. Hồng 55 mấy chị Lan Kim. Trời ơi em đem cái ngố hot hit này là mấy chị phải chốt liền nha. Thật sự luôn á. Mẫu này đúng hot luôn mọi người. Lên lại số em đi chị ơi. Trời ơi. Một áo nha mấy chị ha. Một áo này. Đó label phía dưới giùm em nha. Và một cái quần ngố. Mã này đỉnh luôn. Gọi là ngố thể thao á mấy chị. Trắng 55 mấy chị Yến Nani đi. Trời ơi cái này đẹp quá. Lên cho em luôn là ngố trắng 85.000. Ôi cái này ngố thể thao này đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi đơn chị còn đây nè. Chị ấy đi rồi chị em gọn chốt đó. Nguyễn Xu em thấy. Rồi ngố trắng kem 85. Đẹp giả mang luôn mọi người. Ngố này thể thao nhìn như chắc xếp thu đông hơi bị dễ thương. Rồi ngố trắng nè 85 mấy chị Nguyễn Xu. Nguyễn Xu lên số luôn đi chị. Trời ơi cái set này nó đẹp mọi người ơi. Ngố mà ngố hết thích luôn á. Ngố trắng 85 là Nguyễn Thị Cẩm Tú. Trời ơi lên luôn ngố xám luôn nè mấy bà. Cái này còn có mấy bộ thôi nha. Ơi bộ này 60kg không vừa đâu. Bộ này tầm khoảng 57kg thôi. Rồi ai lấy ngố xám chút lồm em luôn. Ngố xám 85. Mẫu này mang lên cưng lắm. Ngố xám cho em luôn 85 mấy chị. Ngố xám 85. Ngố đen 85 với 57kg nha. Rồi này chút giùm em luôn là ngố đen 85 nè. Mã này đúng hết luôn. Rồi ai lấy ngố đen chút giùm em luôn. Mã ngố đen 85 mấy chị nè. Ba màu. Màu đen, màu trắng và màu xám giùm em nha. Đen, trắng, xám giùm em luôn. Một set khẩu trang luôn, ok luôn, bích tượng nè. Rồi trắng, xám, đen giùm em luôn 85.000 mã ngố này nha, ngố thể thao. Xám, trắng, đen. Rồi mã lụa này cho em luôn mấy chị. Lụa cánh dơi bộ già 100 nè. Rồi chú giùm em luôn là nu 100 với 57kg ha. Đây nu cho em luôn 100. Khẩu trang N95 mà chị. Một hộp 10 cái 35.000. Ngố xám cho My Dung Nguyễn. Rồi cái này chú giùm em luôn mã hồng 100. Sợ dễ thương chưa. Lụa cánh dơi quần dài nha. Rồi hồng 100 với 57. Chốt giùm em luôn là hồng 100 với 57kg. Ngố trắng chị Apple. Trời ơi cái mã ngố này biết lắm luôn á. Thật sự luôn á, đẹp lắm. Rồi lên cho em luôn là ngố vàng nè. Ok. Rồi vàng cho em luôn 100 nè. Vàng cho em luôn 100 với 57kg ha. Chốt mã vàng 100 cho em mấy chị ơi. Nó đẹp mê lì á. Rồi lên cho em luôn là vàng 100. Vàng 100 nha mọi người ơi. Mọi người ơi. Vàng 100. Rồi vàng hồng cho em luôn 100. Cái này là hàng lụa cánh dơ nha mấy chị. Rồi trắng 55.000. Chị nào lấy chốt còn hai áo. Rồi trắng cho em luôn 55.000. Mã trắng 55 cho em nè. Trắng 55.000 áo kiểu nha. Dễ thương lắm. Rồi em qua mấy chị luôn một cái siêu phẩm áo của lọ. Một hộp của Trang 3D luôn cho chị Phụng Ngọc. Đây mấy chị nè. Rồi đây nhớ chị luôn một cái siêu phẩm cổ cao. Rồi nu cho em luôn 50 với 55kg nha mấy chị ơi. Nu 50 với 55kg giùm em luôn mã cổ cao ha. Đang rất chi là thịnh luôn. Rồi màu hồng 50. Màu đen 50. Rồi màu trắng cho em luôn 50 nha mọi người ơi. Ôi áo này mấy chị nhìn chắc nè. Trời ơi mấy chị chỉ có mê với mê thôi. Trắng 55 mấy chị Bảo Thi. Trắng 55 Bảo Thi. Em áo trắng 55 nữa. Hoàng Dung. Hoàng Dung đã có trắng 55 này rồi mà. Rồi nu 50 cho Diễm Hương lên số đây bà ơi. Ôi cái áo của lọ này mấy chị mang thôi bị mê. Hồi tối em Nhi có mang rồi đó. Mấy chị không mua quá trời luôn. Còn mấy cái à. Áo cổ cao để em Nhi còn mấy cái thôi. Rồi ai lấy trắng chút giùm em luôn. Trắng 50 đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi trắng cho em luôn 50. Trắng 55 còn cái luôn cho chị Apple. Rồi ok luôn chị Phụng Ngọc giữ máy đi chị em chốt đơn nha.
Rồi trắng thêm luôn 50, áo này mang đẹp lắm. Giờ đang gọi là gì ta? Đang cổ cao, qua phong trào cổ cao. Chị Phụng Ngọc lên cho là em cái số đi chị. Nu 50 luôn cho chị nhỏ mẫn ghé nha. Hố đen 85 cho Thùy Trông nè. Rồi nu em mưa, nu 50 em như hết rồi. Qua màu khác đi mấy chị. Một hộp vào đen Phụng Ngọc rồi. À lấy hồng chú giùm em luôn, mã hồng 50. Rồi hồng cho em luôn 50 nha, hết nu rồi, hồng 50. Chị gì ta, chị kia hết trắng 55 rồi. Chị gì không coi rồi. Chị Hoàng Dung mình đã chỉ có một cái trắng rồi, chị hết rồi, hết trắng chị 55. Nhỏ mặn lên lại số em đi chị. Đấy luôn. Ghé hợp. Ừ. Áo em còn nhiều lắm, chị lựa cái khác nha. Đồ đen giùm em luôn 50 nè. Kìa ghi số Phụng Ngọc vô. À đi đen chút giùm em luôn là đen 50 nè. Áo của lọ này mang làm VIP Pro luôn á mấy chị. Màu đen 50, màu trắng 50, màu hồng 50 nha, limit. Rồi xanh đen cho em luôn 50 nè. À lấy xanh đen chút giùm em luôn, xanh đen 50 nha, xanh đen 50. Lùa cánh dơ đó 60kg anh chị mang được. Rồi xanh đen 50, trắng 50 và đen 50 giùm em nha. Áo cổ cao đẹp lắm mấy chị ơi, mấy chị à. Rồi lập thể đùa này cho em luôn mấy chị, quần giả váy nha mấy chị 50 nè. Rồi chú giùm em luôn là lập thể 50 với 57kg nha. Lập thể 50 với 57kg mấy chị, quần giả váy nè. Lập thể 50 với 57kg nè. Lập thể chút, lập thể đi mọi người ơi, mọi người. Đồ đen mờ này cho em luôn 92.000, quần riêng ngố. Đen mờ 92, chút mã đen mờ 92 giùm em nha. Đen xây mờ 92.000. Diễm Hương thấy mà, hồi nãy chút là cái gì rồi. Ủa ngố sơ mi đâu rồi? Đây. Rồi lên mấy chị luôn một cái mã ngố sơ mi nữa nè. Siêu đắt hàng luôn. Ngố sơ mi em nói thiệt với mấy chị là cực siêu phẩm. Đây. Sale nha, còn có mấy bộ này thôi, không có nhiều đâu. Rồi lên cho em luôn là ngố trắng 92. Rồi cái quần hơi bị dày dặn mà coi dẵn luôn mấy chị, với lại màu áo sơ mi nè. Đó. Rồi chốt giùm em luôn là trắng 92. Trắng 92 cho em luôn mấy chị. Nu 55 Diễm Hương chút rồi mà áo đâu mang hết em ơi. Đó này chút giùm em luôn là trắng 92. Một áo sơ mi và một cái quần ngố này, còn cái mát bộ lễ lễ em xem mấy chị luôn cho nha. Trời ơi cái màu vàng đẹp quá. Rồi vàng cho em luôn 92.000 ha, dưới 57kg nè. Áo đẹp quần đẹp mấy chị về mang rồi cũng được nữa. Có 92 nè một bộ à, cái này theo nè. Rồi chốt giùm em luôn là vàng 92. Nó có đứng thôi mà. Đúng. Rồi vàng cho em luôn 92. Vàng 92 với 57kg nha mọi người. Ngố sơ mi bây giờ đang rất chi là rằng luôn. Ngố trắng Li Lao Anh. Nhìn cái phô là biết rồi. Vào luôn cho Mỹ Viện lấy số đi chị Li Lao Anh nó gái nha. Rồi này chốt giùm em luôn là mã xám. Chị đi nè, ngoài kia còn không chị? Đi này. Coi thử. Không, hết rồi. Rồi hết vàng rồi nha chị Huỳnh Huệ ơi. Rồi đen cho em luôn là màu xám nè. Rồi xám cho em luôn với chị, màu xám nha, lấy xám chút xám giùm em nha. Đẹp quá trời luôn. Rồi xám cho em luôn đi mấy chị ơi, 92, cái này sale đang có cho mà. Nỉ hả? Rồi để lên nỉ luôn cho. Rồi nu này cho em luôn 92 nè. Để em lái chứ em nhớ màu xám cái gì nó còn. Rồi đi nu chút nu cho em luôn 92 mấy chị với 57kg. Nu 92 với 57 anh lấy nu chút nu. Màu nu màu trắng với màu xám nha mọi người nha. Màu nu màu trắng với màu xám giùm em luôn, còn mấy bộ này. Nu nu trắng xám. Nu 92 luôn nha chị Huệ Huỳnh. Huỳnh Huệ chứ. Còn nu không? Rồi hết nu luôn chị Phương ơi, trắng thế nào cho thì trăm có luôn. Hết nu rồi mấy chị, còn trắng với xám thôi. Bộ ngố sơ mi đấy em còn trắng với xám thôi nha mấy chị ơi. Rồi ngố sơ mi đấy em còn màu trắng với màu xám thôi. Trần Thuận đang chốt, chị giữ máy giùm em đi chị ơi. Giữ máy đi chị đang chốt. Rồi tiếp nha. Còn ngố thun mà đủ màu không chị là sao ta? Đủ màu là sao chị? Coi còn ngố không dục qua đây luôn em. Rồi xám cho trăng 92. Nu hết nu rồi bạn ơi.
Ngố sơ mi đó bây giờ em chỉ còn màu xám với màu trắng thôi nha. Rồi trắng đến hai chị tắm khám. Rồi lên áo khoác nữa cho mấy chị. Bông bông cục nó lại đây. Xám với hai luôn cho Bích Trâm. Cục gì vậy? Cục sơ mi nãy đó. Cái bộ nu này có ai đây chị? Để đó đi nu cho Huỳnh Hệ kìa. Trăng trăng là một cái gì? Trăng hăng một xám này lên số chị nè. Rồi một trắng là cho tắm cám và ghé nè, nghe chưa? Đúng không? Rồi xám cho Bích Trâm chưa? Quen. Được qua. Nu em hết nu rồi. Cái bộ này em cho em xô lại lần nữa nè mấy chị, là em có màu trắng với lại màu xám thôi. Đó. Cái bộ này em còn màu trắng với màu xám thôi, chị nào lấy chốt nha. Màu trắng với màu xám thôi nha mọi người ơi. Sơ mi dưới 57kg, trắng xám hai màu. Rồi trắng xám hai màu cho em nha. Trắng hăng đặt hàng lấy số em đi chị. Rồi lên mấy chị luôn mã nỉ này nè. Rồi nỉ này đúng đẹp luôn mấy chị, lên cho em luôn vàng nha, tri ân cho mấy chị luôn 75. Còn áo không chị, còn nhiều em ơi, chu cha, áo kiểu tùm lum tùm la. Rồi vàng tri ân cho mấy chị luôn mấy chị, áo nỉ 75 ngàn. Vàng cho em luôn 75 ngàn nha mấy chị, dưới 60kg nha. Rồi chút vàng 75 cho em luôn. Vàng 75 ngàn. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, đen 75, mai nó đen chút đen 75. Đen 75 ngàn dưới 60kg, hai chút mã đen 75. Ai đâu nỉ thì chú không nỉ mấy chị mang cho nắm. Màu đen màu vàng cho em luôn 75 nè. Đen vàng 75, mà lấy đen vàng chú đen vàng 75 nha. Rồi bộ sọc ngố này cho em luôn mấy chị 70. Ngố này cho em luôn 70 nha mọi người ơi mọi người. Đen 75 cho Hí bé nè, Hí bé hồi tối có đông một đúng không? Rồi cái này 75 ngàn lỉ siêu dày luôn á. Rồi lên. Hăng lên số đi chị ơi. Rồi lên cái này cho em luôn mấy chị ơi, sọc 70. Sọc cho em luôn 70 với 55kg nha, ngố nha. Sọc 70 với 55kg, nó sọc chút sọc nè. Sọc 70 với 55kg, nó sọc chút sọc giùm em nè. Tao bớt cho chị mấy cái áo nỉ mà có dây kéo thì em. Đen 75 gì, Optio Osaka này. Này còn mấy cái sale 75 gì. Thế có cái kéo đợi xíu đi tình yêu. Rồi mã xám này cho em luôn 50 nè, xám tây phòng. Rồi xám cho em luôn 50 nha. Xám cho em luôn 50. Toàn đồ đẹp hả chị. Rồi xám cho em luôn mấy chị 60 nha. Xám tay dài tây phòng này cho em luôn 60 áo kiểu nè. Xám 60 với 55kg. Xám 60 với 55kg để xám số 8. Rồi lên cho mấy chị luôn nè, khoác dây kéo nè mọi người ơi. Vàng 95. Vàng cho em luôn 95 ngàn nha, dưới 60kg. Vàng 95 dưới 60kg, chốt mã vàng 95 mọi người ơi mọi người. Vàng 95 dưới 60kg. Ngố 70 cho chị Nguyễn Hiền. Nó sọc rồi. Vàng 95. Nguyễn Hiền lên số đi chị. Rồi lên cho em luôn là kem 95 dưới 60kg nha. Hai lấy kem chút kem nè. Trời ơi đẹp quá đẹp luôn. Vải đúng đẹp luôn. Ai mua nỉ bên em Nhi biết rồi. Trời ơi chắc chị bao phê. Rồi mã kem 95. Cái này có dây kéo nha. Kem 95 nè. Rồi màu xanh này cho em luôn 95. Mà nó xanh chút xanh nè. Xanh cho em luôn 95 ngàn mấy chị dưới 60kg ha. Chốt mã xanh 95. Xanh 95 mọi người ơi. Xanh 95 cho em. Nguyễn Hiền lên số đi chị. Rồi đầm Latin này cho em luôn 50. Đầm Latin này cho em luôn 50 chứ mấy chị ha. Dưới 60kg đầm Latin ngủ. Đầm 50 dưới 60kg mà đầm 50. Đầm 50. Đầm 50 dưới 60kg giùm em ha. Rồi quần kaki này sơ ếch giùm em luôn mấy chị 60. Quần kaki sơ ếch cho em luôn 60 nha mấy chị ha. Chốt quần nè. Xanh 95 mấy chị Vu Lan Nguyễn nè.
Nghĩ nhà Di mà giày đẹp mình rẻ quá ok. Em cảm ơn chị nha. Rồi quần đùi S giùm em luôn 60. Xanh. Chị coi coi cái màu xanh nó còn không? Hình như còn hay sao á. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã sơ mi. Xanh có cái chữ đó. Rồi sơ mi cho em luôn 95.000 với 60kg nha. Sơ mi 95.000 với 60kg giống mã sơ mi 95 nè. Sơ mi 95.000 với 60kg. Ngô Loan Nguyễn đặt hàng đến số đi chị ơi. Rồi trắng cho em luôn 45.000 với 57kg ha. Trắng 45.000 với 57kg chốt mã trắng 45. Xanh mà có cái chữ theo theo màu đen á. Trắng 45.000 với 57kg mọi người ơi. Rồi tiếp cho em Nhi luôn một cái hồng cổ vuông 50. Hồng giùm em luôn 50 với 55kg nha mẫu hồng. Hồng 50 với 55kg nha, lấy hồng chốt hồng. Em nhớ là hôm qua em cột là 2-3 cái màu xanh lận mà ta. Rồi một cái màu xanh này cho chị Kim Hiền nè. Rồi xanh 95 cho chị Kim Hiền lấy số đi chị ơi. Rồi áo đen mua rít dài trắng 45 cho Hồ Thị Phúc nè. Rồi này chốt giùm em luôn là mã đen mấy chị, đen 55.000, trời ơi, chắc dài đẹp lắm. Đen cho em luôn 55.000 với 55kg ha, mã đen 55. Đen 55.000 với 55kg, mã đen 55 giùm em nè. Rồi mã Thái mấy chị Thái. Rồi lên cho em luôn mã Thái nha. Xám 55 luôn cho Diễm Hương. Kim Hiền đặt hàng lên số đi chị. Ok luôn Thanh Thúy nha. 855 cái gì vậy ta? Đó. Để hỏi lại thôi. Hồng 50 cổ vuông cho chị Sương Nguyễn. Rồi Sương Nguyễn lên số luôn chị ơi. Rồi mã Thái giùm em luôn mấy chị 55.000. Thái 55 với 57kg nha, chốt mã Thái 55. Em nhìn dễ luôn. Chị. Dạ chị. Chị Diễm Hương ơi, cái xám này đúng không? Xám này 60. Xám này cho em luôn 60 với 55kg nha, mã xám 60. Sương Nguyễn lên số luôn chị ơi. Quần tăng mở bụng có luôn chị. Rồi cái trắng là hơi bị mê cho mấy chị luôn 50 nè, xá 55 cho bé Hòa ghé nè. Rồi lên cho em luôn là trắng 50 mấy chị ha, cổ cao, dễ thương lắm. Rồi trắng cho em luôn 50 chứ không phải trắng 50. Có áo nỉ đen không em? Nỉ đen hả? Rồi xám 60 nè cho Diễm Hương nè. Đen bây giờ em còn đen này được không? Mở này đang sale mà chị 75 nè. Rồi đen này cho em luôn 75 á chị, chốt mở đen 75 nha. Hên đi nha, đen cho em luôn 75.000 nè. Chốt cho em luôn là mở đen 75 nè. Rồi mã vàng này cho em luôn 75, mấy lấy vàng chốt vàng nè. Rồi vàng 75 nè. Xám 60 cho Kim Hiền nè, lại kia còn 3-4 cái vậy á. Lại cái đóng đó luôn á chị, ngay cái phút đầu tiên luôn. Còn áo còn gì không, đây mà đây cho em luôn. Rồi lên cho em luôn caro 100 với 57kg nha. Caro cho em luôn 100 với 57kg, hay lấy caro chút caro nè. Caro cho em luôn 100 với 57kg ha, mã caro. Caro lụa 100. Rồi sọc này cho em luôn 55.000 nè. Sọc cho em luôn 55.000 với 55kg nè, mã sọc 55. Đầu tiên ngay cái chỗ sọc 55, mấy đứa sọc chút sọc 55. Dồn vô túi jeep, có chưa? Ôi cái trắng này xinh xỉu luôn mấy chị ơi. Có chưa? Cái trái. Đi một cái. Rồi đen 75 mấy chị Sương Nguyễn nè. Đen này em đang sale có 75.000. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã trắng 55.000 cổ cao nè, sọc tay nè mấy chị, lay màu nè. Rồi trắng cho em luôn 55 nha. Vàng 75 cho Nguyễn Tiết. Trời ơi mấy áo này em nói thiệt với chị, bán quá trời bán luôn. Nỉ em bán có vài chục mà, nên là khách mua rất chi là nhiều. Rồi trắng cho em luôn 55.000, mã trắng 55 mấy chị ơi. Nguyễn Tiết lên số đi chị. Thế luôn. Caro 43kg anh chị mang hơi rộng tí, tại vì Pisama mà. Pisama thì phải hơi rộng một tí. Rồi mã trắng cho em luôn 55 nha, cổ cao ha. 75 có số rồi. Rồi còn một cái màu nu nè mấy chị, 95.000 nè, dây kéo nè. Rồi nu này cho em luôn 95 nè. Sọc 55 cho chị Sương Nguyễn Gá nè. Rồi nu này cho em luôn 95.000 nha, dưới 60kg nha. Mã nu 95 đi mọi người.
Nu cho em nu 95, anh ấy nu chút nu nè. Nu 95. Rồi xanh này em Nhi còn một cái duy nhất luôn. À đấy xanh 95, chút xanh 95 giùm em nha. Lý là đang rất chi là chạy luôn. Rồi xanh 95, chút mã xanh 95. Rồi đen này cho em luôn 47 nha chị. Đen 47 với 55kg này, trắng 55 nè. Trắng 55 áo thể thao cổ cao kìa, chị Sương Nguyễn Gá. Rồi đen cho em luôn 45.000 với 57kg mấy chị. Xuống giùm em luôn mã đen 45. Cho bốc cho chị 5 cái sản phẩm nào hết, chị xuống đây chị bán cho Trang Nguyên. Còn đĩa chua không em? Dạ còn, cái nào mà thịnh hành chút xíu. Hết hết tiếc. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Gạch cho em luôn 45.000 lay bầu nha, gạch 45. Đúng rồi chị. Gạch 45.000 với 55kg mà gạch 45. Rồi trắng này cho em luôn mấy chị ơi. Trắng 55 một cái luôn chị, 50 có đơn luôn. Rồi mã trắng 45 cho em nè. Chốt trắng 45 mấy chị nha, của vu tay dài ha, mã trắng 45. Áo đi chui hả chị có, còn tiếp tục lên nè. Quất cái màu đỏ này luôn cho em nè. Mang đi Noel nhất rách luôn nè. Rồi lên cho em luôn là đỏ 95 nè. Đỏ cho em luôn 95.000 đi mấy chị ơi. Tuyệt vời luôn, màu đỏ nó đẹp chưa. Đỏ cho em luôn 95.000 nha mấy chị, dưới 60kg nha. Đỏ 95-60kg ở đây, đỏ chút đỏ nè. Đỏ 95. Trắng 45 mấy chị Trần Thượng nè, trắng cổ vuông nè. Rồi tiếp cho em luôn là xanh 95. Xanh cho em luôn 95.000 với 60kg ha, chốt mã xanh 95 nè. Chắc thì mê rồi, chắc chi là mê luôn. Nỉ dài đẹp lắm. Gạch 45 cho chị Bích Hương nè. Lên số đây chị, trời ơi mấy chị nhìn cái màu trắng này, quá đã. Rồi trắng cho em luôn 95.000 mã trắng 95. Đẹp quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Ôi cái màu trắng này mê quá. Rồi trắng cho em luôn 95 nha. Trắng 45 nó hết rồi. Cái này là theo em là rồi tiếp cho em luôn mấy chị một mã thái 55. Thái cho em luôn 55.000 mấy chị với 57kg ha, mã thái 55 cho em nè. Thái 55.000 với 57kg chút mã thái 55. Rồi sơ mi cho em luôn 85.000. Sơ mi 85.000 dưới 60kg mấy chị, chút mã sơ mi, sơ mi. Sơ mi 85.000 dưới 60kg. Nguyễn Thị Bích Thư đặt hàng lên số đi chị ơi. Rồi lên siêu phẩm này cho em luôn á, trời ơi bán em nói với chị là bán cháy hàng luôn. Rồi sữa nó mặc nhau thay cừu cho em luôn á chị, hàng VIP luôn 50.000 một tiếp. Sữa nó mặc nhau thay cừu giùm em luôn 50.000 một tiếp nha mọi người ha, hàng siêu đỉnh. Sữa nó mặc nhau thay cừu giùm em luôn 50. Sữa rửa mặc nhau thay cừu cho em luôn 50, chế nào lấy chốt luôn. Ra lấy mấy cái quần bán em nãy giờ toàn áo. Sữa nó mặc nhau thay cừu giùm em luôn 50. Rồi ôi, dây sạc nhanh ba chui. Mũ hiểm đẹp lắm nha anh em, cảm ơn chị nha. Đây. Quần riêng, quần đùi, quần ơi gì, chân váy chân ơi gì đem đợi ra đây luôn. Đó này chốt giùm em luôn mấy chị. Dây sạc ba chui, sạc nhanh. Samsung, Apple, iPhone gì xài được hết 45.000 nè. Rồi chốt giùm em luôn là mã sạc nhanh 45. Mã sạc nhanh cho em luôn 45. Thái đen 55 chị đang vỏ này. Rồi kem cốt body trắng siêu trắng cho em luôn mấy chị. Kem kem cốt siêu trắng nha mọi người nha. Kem body nha. Rồi 69.000 một hũ. Kem cốt body cho em luôn 69.000 nữa mấy chị, nhìn chắc kem nè má ơi, siêu mịn luôn á. Siêu mịn luôn mấy chị ơi. Rồi kem cốt giùm em luôn nha. 69.000. Sữa nó mặc 50 luôn cho Tiên Nguyễn nè. Trời ơi, cái gì là không bao giờ tin hết. Sạc nhanh 45 cho chị Hồ Thị Phúc nè. Sữa nó mặc 50 cho chị Sương Nguyễn nè. Sữa nó mặc nhau đây cù là mẫu mới đó mọi người. Hot thế luôn. Sữa mặc 50 luôn cho Thủy Lâm nè. Đó, cứ đặt hàng lấy số điện thoại cho em. Rồi, đã rõ phê rồi kìa. Rồi chân váy này cho em luôn SML 75 ngàn.
bớt đi nha. Trang váy SML cho em luôn 75 ngàn chị nào lấy chốt nha, mã trang váy nè. Trang váy SML cho em luôn 75 ngàn quần, có tầng và có túi cho em luôn. Trang váy SML cho em luôn 75. Trời ơi, cái quần này nó đẹp quá trời luôn á chị, quần này mới về nè. Quần mặc nhà mà nó đẹp lắm, hàng Quảng Châu luôn, quần đấy cao luôn. Rồi mặc 50 luôn cho Bích Hiếu. Trời ơi, cái phần quần này đẹp quá mọi người ơi, quần là quần lấy cao, mẫu đang rất là hot hết TikTok, TikTok luôn á. Rồi lên siêu phẩm cho em đi mọi người ơi, quần hồng 65. Quần hồng cho em luôn 65.000 dưới 57 ký nha. Quần hồng 65.000 dưới 57 ký nị đang có luôn chị. Quần hồng cho em luôn 65.000 dưới 57 ký. Trời ơi, quần này yêu quá, mặc lên quần đáy siêu cao. Thái đen 55 chút chị Lan vỏ rồi. Rồi quần hồng cho em luôn 65.000 nè. Mê cái mẫu quần này luôn á chị. Sữa nó mặc 45 còn không em? Sữa nó mặc nào mà 45 mới được chứ chị ơi. Sữa tắm 45. À, sữa tắm con dê đó. Lao. Sữa tắm màu đỏ Coco Ba Hoa. Cái lầu này đâu có bán sữa tắm dê đâu. Rồi ở đây chốt giùm em luôn quần đen 65. Quần đen cho em luôn 65.000 trời dễ thương quá. Ui cái này mà phối với mấy áo hai dây nè. Crop top nè. Quần đen 65, quần hồng 65. Mặc nhà cũng trước mà đi chơi cũng đẹp mấy chị. Cái mẫu quần này nhìn cân lắm. Rồi quần đen 65, quần hồng 65 cho em nha. Rồi nỉ đen 75 nè chị ơi. Nỉ đen cho em luôn 75 ngàn. Ai lấy nỉ đen chút nỉ đen 75 nha. Nỉ đen cho em luôn 75 ngàn dưới 60 khí ha. Chút nỉ đen 65 nè. Rồi nỉ vàng cho em luôn 75. Chốt em luôn là nỉ vàng 75. Rồi Hồ, tiếp. Hồ Thị ấy cái gì? Quên rồi. Hồ Thị Phúc đặt hàng lấy số đi chị. Rồi này chốt giùm em luôn gọi bộ kết sữa chanh hoa bưởi. Trị nấm, trị gầu, trị ngứa. Mời nhận hàng khẩu trang dày ok lắm nha shop. Ủa nhanh vậy? Cái gì nhìn nhanh thế? Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị. Rồi gọi bộ kết xả chanh hoa bưởi cho em, chị nấm, chị gầu, chị ngứa, cả gia đình đều xài được cho mọi người nha. Rồi 50 ngàn một hộp cho em luôn. Quần đen 65 cho bà Tâm. Trời ơi, tôi hờn cái quần này ghê á. Cái quần này nó quá đẹp luôn mà sao không bán được là sao ta. Sữa tắm có chị, ba hoa màu đỏ 45 ngàn, chị lấy thì chị chốt cho em. Cái quần này nó nhất cái nách luôn mà bán không được nha, hơi bị rầu nha. Rồi lên cho em luôn, nhanh nhờ, đúng nhanh. Rồi lên cho em luôn ngố SML cho em luôn 119. Ngố SML cho em luôn 119 nha mấy chị, chốt giùm em luôn mẫu ngố nha. Ngố SML cho em luôn 119 nha mấy tình yêu xinh đẹp. Cái này hàng coi giảng lấy cao quá, mẫu mới luôn á mấy bạn. Ngố SML cho em luôn 119, coi giảng hai nút. Ngố SML 119. Áo đông mặc hết rồi. Để thay ra luôn chứ ai cũng mặc áo đông mang. Áo đông mang hết à. Giao gọi 50 Diễm Nguyễn. Rồi lấy này cho em luôn quần da nha mấy chị. Quần da đấy cao nha. Em còn ML thôi. Quần da em còn. Từ để em coi thử. Rồi quần da ngố 11-19 nhưng mà size gì Bảo Thi ơi. Rồi quần da cho em luôn SML 75. 75 một sữa tắm Coco 45 như vậy. Rồi đen cho em luôn quần da SML. Á quần da ML. Quần da cho em luôn ML 75. Quần size M cho Bảo Thi 119. Đó này chốt giùm em luôn quần da nha ML. Quần da ML đi mất tình yêu xinh đẹp. Rồi tăng mở ngăn mình. Nỉ vàng 75 cho chị Cưng Út. Coi lại cái quần đùi hồng đi. Trời ơi cái quần này nó đẹp lắm mẹ. Thiệt luôn á. Màu hồng màu đen. Quá ép cho Sương Nguyễn. Trời ơi cái quần hồng này nhất cái nách luôn. 65 ngàn mà đấy cao nữa. Mang dễ chịu. Quần hồng 65, quần đen 65. Đấy cao nha. Rồi lên cho em luôn cao nóng lá rừng với chị. Tan mở mờ rặn giảm cân giùm em luôn nha. 69 ngàn. Tan mở 69 kèm số thoại giùm em. Tan mở 69 ngàn kèm số thoại giùm em nha. Quần da xế hình như em hết rồi. Thế quần da xế còn chị đẹp.
Rồi trắng này cho em luôn 50 mấy chị với 55 ký nè. Trắng cho em luôn 50 với 55 ký chứ không phải trắng 50. Trắng 50 với 55 ký mọi người. Rồi đen cho em luôn 50. Đen 50 với 55 ký hay lấy đen chút đen giùm em nha, mở đen 50. Rồi cái sắm này cho em luôn 45.000 nè. Rồi sắm này cho em luôn 45.000 nha mấy chị với 57 ký ha, chốt mã sắm 45. Mã quần đang mang hết rồi chị. Rồi cái trắng cổ tim này cho em luôn 69 nè. Trắng cổ tim này cho em luôn 69.000 mấy chị với 57 ký nha. Trắng kem body. Kem body xài trắng không em? Trời ơi cái này là siêu trắng luôn chị. Kem cốt siêu trắng luôn á chị ơi, xài hơi bị me luôn em, bán em chạy giả mang. Sỉ nhập cũng nhiều nữa đó. Rồi cái này chú giùm em luôn mã trắng 69, nhìn chắc kem thì mình đông luôn vậy đó. Trắng 69. Đã lắm, chắc đã lắm. Bóc mấy cái bộ để bán đây. Xếp bộ xích ơ xích nơi gì. Tám 45 cho Bích Thương. Rồi thái đùa này cho em luôn 65 mọi người ha. Chút đen 65 nè. Đen cho em luôn 65 với chị bồ đùi mặt nhà. Rồi đen cho em luôn 65. Rồi đen cho em luôn 65 nha mọi người ơi. Đen 65 với 60 kg giùm em nha, thun đùi thái nha. Rồi vàng. Rồi vàng này cho em luôn mấy chị, vàng vàng 60. Vàng thái này cho em luôn 60, lấy vàng chút vàng 60 nè. Vàng 60, riêng dài có luôn. Còn bộ dài giống đen đùi không chị? Không hết rồi bà ơi. Có đâu. Cái đen đen xếp xếp thì đem đây. Xếp đó. BB đúng không? BB có trong đó 2, 3, 4 cái gì lận. À, ủa đặt mặt nạ chống dột với xịt khuẩn có mà. Gặp ai mà kêu không có mà. Hả? Hôm qua gặp con nào mà kêu không có. Có chứ, có hàng sẵn mà sao không có được. Viên huyền. Rồi xích đen này cho em luôn mấy chị, dễ thương dễ mang luôn. Xích đen một cái áo nha mấy chị ha, và một cái quần chân giả váy đẹp lắm. Rồi xếp này cho em luôn 90 nha mấy chị nha. Xếp cho em luôn 90 với 55 kg nè, mã xếp 90 nè. Xếp cho em luôn 90 với 55 kg này, áo 30 đô với lại cái chân quần giả váy dễ thương lắm. Rồi lên cho em luôn là mã xếp 90. Không biết nha, rồi là con biết nhưng mà hôm bữa có một bà. Xếp 90. Xem đem cái kính này ra, bà nói má, chị thích cái lọ kính đen luôn. Rồi cái này chú giùm em luôn chân váy SML cho em luôn 75. Chân váy giùm em luôn là SML cho em luôn 75.000, 3 tầng có quần trong ha. Chân váy SML cho em luôn 75, chỗ nào lấy chú. Lên bộ ngủ quá lớn tí hả? Ngủ mấy cái bộ đùi thái này em ơi được không? Mấy bộ đùi thái đùi đùi được không? Có mà, mấy cái đó hàng có sẵn mà. Rồi sắm giùm em luôn 60 với chị dưới 60 kg nha, đùi thái mặt nhà nha. Rồi cái này chú giùm em luôn là mã gì đây? Mã sắm. Hai cái sắm chú sắm giùm em luôn 60 nè. Sắm cho em luôn 60 với 60 kg nha, 431.
này sao chị? 1069 bên chị cũ. 1069 69 70. Được đúng không? Như mấy cái bộ đó em ăn được mà. Rồi ai lấy màu xám chút giùm em luôn, mã xám 60 nè. Đâu mới có bộ vàng đâu. Rồi ai lấy vàng 60 chút, vàng 60 nè. Xám cho Quỳnh Như nè, lấy số đi em. Trang lấy số 5, chị Phạm Hương lấy size gì chị? Rồi cái này chú giùm em luôn là vàng 60 nha. Ai lấy vàng 60 chút giùm em luôn, mã vàng 60 nè. Vàng 60 với chị chứ 60kg giùm em nha. Vàng xám giùm em luôn 60. Vàng xám 60 nha. Chân váy thì phải lên size cho em đi. Em lấy size cho. Võ Thanh Quỳnh Như đặt hàng lên số đi chị. Rồi cái set sơ mi này giùm em luôn mấy chị ơi, bao VIP luôn. Rồi set sơ mi thì của mặt nạ chống giọt có mà. Xuống đây tôi lấy cho. Rồi lên cho em luôn set sơ mi 100 nha mấy chị ha. Một áo sơ mi và một cái quần này. Rồi đen cho em luôn mấy chị ơi, trắng 100. Rồi trắng cho em luôn 100, xám có mua cho chị tiền tim. Rồi trắng cho em luôn 100 mấy chị. Cái này set sơ mi nha. Set sơ mi, một sơ mi giáo quần và một cái quần á, mang đẹp lắm. Tôi có quần xám nha chị. Là áo trắng quần xám đó em. Rồi lấy nu chút nu giùm em. Ui bộ này đẹp quá à. Bộ này đúng đẹp luôn á. Giáo quần hơi bị đẹp. Rồi ai lấy màu nu chút giùm em luôn là nu 100 nè, 6S cho chị Phạm Hương nè. Chân váy này nè, 3S nè. Mấy cái chân váy 2 tầng, giặt 2 tầng. Ok chị tiếp Mai. Rồi lên cho em luôn là mã nu, nu 100. Xếp thiết kế nó hơi bị đẹp luôn mọi người ơi. Mặc sơ mi với quần hợp mấy chị đóng thùng nó cũng đẹp nữa. Trong có bao đen mấy chị, chân váy là trong hai cái bao đen nè. Sau lưng, sau lưng, sau lưng. Rồi hồng này cho em luôn mấy chị 100 nè. Rồi hồng cho em luôn 100 nha mấy chị ha. Set sơ mi giáo quần mã hồng 100. Rồi màu hồng, màu nu, màu trắng, màu đen. Trời ơi, cái gì vậy trời? Khó gì khác ngạc luôn á. Chị đóng quá cái cửa rồi luôn đi chị. Ôi trời ơi, cái hồi cửa luôn quá. Để hồi quá. Rồi nu 100 anh chị Thúy Lê. Cái set nó đẹp lắm mọi người, thật sự luôn ấy. Rồi tiếp tục cho em Nhi luôn nha. Thun lạnh mặt nhà 45 nè. Đỏ giùm em luôn 45 ngàn. Rồi đỏ cho em luôn 45 ngàn với 57kg với mấy chị. Chút mở đỏ 45 nha. Đỏ thun lạnh cho em luôn 45. Nu sơ mi chút chị Thúy Lê rồi chị. Đang mặc hết em ơi. Rồi đang cho em luôn là đỏ đô. Đỏ đô đúng không? Dưới 60kg nha. Rồi môn này cho em luôn 45 mấy chị. Dưới 60kg nè. Hãy lấy môn chút môn nè. Môn cho em luôn 45 ngàn. Dưới 60kg ha. Chút mã môn 45. Bộ này không lạnh mặt nhà mấy chị ơi. Nó mát. Mát má ơi luôn á. Rồi môn nè. Đỏ đô nha mấy chị nha. Màu tím nè. Màu vàng nè. Rồi màu đỏ tươi nha mấy chị. Cái này mặc ngủ sướng lắm. Rồi màu xanh dương nè 45 nè. Rồi ai lấy bộ ngủ này chốt giùm em luôn 45 ngàn nha. Áo đông em như hết rồi. Rồi giục đồ qua đây đi, lai đi. Đồ lộn xộn lộn lơ gì đâu. Giục đồ qua đây. Rồi quần này cho em luôn mã quần. Quần này size 33 nha mấy chị 45 ngàn. Quần size 33 nha mấy chị 45 ngàn. Em đi cái sẻ đi bé. Quần size 33 nha mấy chị 45 ngàn. Ai lấy quần size 33 thì chốt 45 ngàn. Phạm Hương lên số đi chị. Rồi tiếp cho em Nhi luôn mấy chị ơi. Ngố size M giùm em luôn 119 nè. Ngố M cho em luôn 119 ha. Chốt mã ngố M 119. Đó dùng mấy cái cục quần đi lên chỗ đó chỗ của em qua đây cho chị đi. Không, ôm trời. Rồi bò giáo quần này cho em luôn kèm túi chị 50.
Bò cho em luôn 50 nha, thun thái giấu quần kèm cái túi 50 nè. Rồi chốt giùm em luôn là bò 50. Bò 50 đi mọi người ơi, mã bò 50. Sáu mươi ký không có sai chị ơi. Rồi lên cho em luôn quần trắng nha, quần trắng thinh, trắng SML cho em luôn 92, trắng SML cho em luôn 92, chú giùm em luôn. Trắng thinh SML 92. Rồi ai đó quần trắng, quần trắng nha, SML 92. Bạn mua có số thì ghi vô luôn. Rồi vậy là em biết sao rồi, Nga Nguyễn này ghi sai địa chỉ rồi. Nga Nguyễn này ở Tân Hà là chưa nhận được mà gửi cho Nga Nguyễn ở Sài Gòn. Đặt hàng bảo bỏ kêu là không có đặt cái gì hết. Rồi bây giờ mới biết rồi. Lưu lại luôn nha, gửi cái cục nó về qua thử cái bill của con nào nha. Đơn chị nó gửi lộn vô tới Sài Gòn rồi. Rồi quần tây này cho em luôn size S nha mấy chị, 75.000. Quần tây size S này cho em luôn 75.000 nha, chính xác giùm em luôn, còn cái xả luôn 75. Quần tây size S giùm em luôn 75.000. Quần tây size S cho em luôn 75.000, chị nào lấy chốt ha. Ống rộng. Quần à tay suông á. Tay suông size S cho em luôn 75.000. Tay suông size S cho em luôn 75. Chị đây. Rồi một cái em zoom này cho em luôn á chị, một mã zoom nha. Đây zoom miếng có mất ngực nha. Đó quần của nó là quần dáng dài ống suông giùm em luôn, phía sau cột dây nè. Đâu biết xô sao luôn á. Rồi zoom miếng này cho em luôn á chị, zoom miếng nè. Còn uống chứ. Rồi cái này chốt giùm em luôn nha mấy chị ha, quần ống suông. Đó một cái zoom để em xả cho mấy chị luôn 50. Rồi zoom này cho em luôn 50, chốt giùm em luôn zoom 50. Dung 50, dung 50. Ống rộng lưng cao, ống rộng hả? Ờ à, đúng rồi. Cái quần tây đó lưng cao đó bà. Cái này không biết làm gì luôn á. Không mặc vừa á. Rồi cái này. Cái này chú giùm em luôn á chị ơi, tay L nha, tay L cho em luôn 95.000. Ống rộng 75 cm em. Rồi tay L cho em luôn 95.000 nè, lấy tay L chú giùm em luôn tay L 95 nha. Tay L 95.000 nè. Đơn của chị hả? Đơn của chị thì bây giờ nó phải hoàn về. Hoàn về thì nhưng mà không biết khi nào hoàn. Rồi tay L ống ôm mấy chị ơi. À, 95. Rồi cái này chú giùm em luôn là ngố L mấy chị, ngố L cho em đi. Ngố L cho em luôn 92.000 nè. Rách 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 nè. Rồi ngố L cho em luôn 92 nha. Chốt mã ngố L 92. Ủa cái gì vậy trời? Like gì mà cũng quá trời người coi mà sao không đặt cái gì hết chị ta. Gì vậy trời? Quái. Quái gì vậy? Hay nó tò luôn. Đặt đi mấy chị ơi. Rồi ngố xám cho em luôn 70. Ngố xám cho em luôn 70 với 55 kg nha. Chú ngố xám 70 cho em luôn. Ngố xám 70 với 55. Ngố xám 70 với 55. Ai lấy ngố xám chú ngố xám nè. Rồi ủ tóc collagen cho em luôn 49.000. Ủ tóc collagen giùm em luôn 49. Chị nào lấy chốt nha. Gọi bồ kết xả chanh hôm bữa giùm em luôn 50. Rồi, chế nào lấy sản phẩm gì thì chốt cho em luôn. Rồi, thắng này cho em luôn 55.000 với 56 kg nè, mã Thái 55. Thái 55.000 với 57 kg, mã Thái 55. Ai lấy Thái chốt Thái giùm em nha. Rồi, cái này tiếp giùm em luôn mã vàng nè. Vàng cho em luôn mấy chị, vàng 40. Vàng cho em luôn 40 với 57 kg, chốt mã vàng 40 nè. Vàng 40 với 57 kg, chốt mã vàng 40. Cái này con bé thì kêu gì mà
Rồi cái này chốt giùm em luôn, mã quần 35. Quần 35 ngàn chốt mã quần 35. Thái 55 đi Bích Thành. Rồi quần 35 đơn chị 3 ngày, chị ở đâu? Chứ 3 ngày thì khách tỉnh thì chưa tới đâu. Mới 6-20 cho thị Lê Đô. Rồi nón này cho em luôn 50 hàng bơm luôn nè. Mới 8 này cho thị Lê Đô có đơn. Rồi nón cho em luôn 50. Anh lấy nón chút nón giùm em luôn 50 nha. Nón 50. Quần 35 luôn cho Bích Hạnh, sữa tắm có luôn chị. Rồi tiếp giùm em luôn set 60. Xanh đó. Rồi set này cho em luôn 60 chút mã set 60 nha. Xanh không? Rồi set cho em luôn 60. Nè. Rồi set 60 cho em luôn mấy chị, mã set 60. Set 60 với 55 ký thể thao nha. Quần đen này cho em luôn 35 ngàn. Quần đen kaki cho em luôn 35 mặt nhà. Quần đen 35. Quần đen 35. Set 60 cho Bích Hạnh. Sữa tắm có bà ơi, riêng dài hồi nãy đem riêng dài qua chưa ta? Rồi. Set 60 em hết rồi, đuổi nè. Rồi đuổi này cho em luôn 35 ngàn. Đuổi cho em luôn 35 ngàn mấy chị. Đuổi 35 Tây Ninh 3 ngày chưa tới bà ơi. Đuổi 35. Dục cho em lại cái áo màu vàng chị. Đúng rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Vàng 40 ngàn với 57 ký ha. Chốt mã vàng 45. Huỳnh Huyền được bộ 1 à. Màu gì á? Ở dưới đất hay sao? Ở dưới chị thấy mình. Rồi này chú giùm em luôn trắng 50. Trắng cho em luôn 50 với 57 ký mã trắng 50. Trắng 50 với 57 ký mã trắng 50 giùm em. Rồi quần kaki ghế lấy em chai sữa tắm chị. Sữa tắm Coco vàng á, ở trong có hộp nâu nâu á. Rồi quần kaki đen này cho em luôn mấy chị 60. Kaki đen này cho em luôn 60. Kaki đen 60 nha mấy chị nha. Chỗ đây nè, đầu cái kệ đây nè. Rồi thái này cho em này. Trong cái hộp nâu nâu thấy không? Đuổi 35 cho Hoa Nguyễn Nguyễn. Tắm sữa tắm ở dưới đó chị. Rồi. Đuổi 35 cho chị Hoa Nguyễn Nguyễn nè. Ghé đúng không chị? Rồi đen này cho em luôn 55 ngàn với 55 ký. Chút đen 55 nè. Chị Nguyễn Thị Hương khách quan mà. Đúng không? Người ta lấy cái gì? Không, ý em thấy bà Nguyễn Thị Hương nè. Cái đó là để bà ghé bà lấy hôm nay, bà ghé bà lấy nè. Vàng 40 nè cho Phạm Phúc gái nè chị. Hai cái đó gái luôn á. Rồi cái này chú giùm em luôn sữa tắm Coco mấy chị, cực kỳ thơm luôn mấy chị, 55 ngàn nha. Sữa tắm Coco này cho em luôn 55 ngàn, chút mã sữa tắm Coco 55. Sữa tắm Coco cho em luôn 55 ngàn, chị nào lấy chốt nha. Thơm lắm. Đen thái luôn 55 cho Bích Thư nè. Đen thái 55 cho Bích Thư nè. Rồi cái đầm ngủ Latin này cho em luôn 50 nè. Đầm ngủ Latin này cho em luôn 50 mấy chị, chú giùm em luôn đầm 50 nè. Đầm cho em luôn 50 nha. Đầm 50. Rồi cái bộ đuổi tiểu thư này cho em luôn 45 nè. Kaki đen 60cs nè. Cho chị Hạnh Nguyễn lấy số luôn nè. Rồi chốt giùm em luôn là mã xanh 45. Cái này bộ đuổi nha. Xanh cho em luôn 45 ngàn với 57 ký. Mấy chị chốt mã xanh 45. Xanh 45 nè. Cánh tiên nè. Mấy tình yêu ơi, vợ xe lai cho em nhi với mấy tình yêu ơi. Chị Hạnh Nguyễn lên số nè chị ơi. Rồi sơ mi này cho em luôn 95. Sơ mi cho em luôn 95 ngàn với 60 ký ha. Chút mã sơ mi 95. Chị đi ra chị bóc cho nó đi chị. Không mà chết luôn á. Vô đây chị lái cho. Vô đi em đi đi. Cho trả lái cho. Xanh 45 thì chị Duy Nguyễn này. Hoa Nguyễn Nguyễn nó cái quần đó em ghi 35 ngàn chuột qua đi. Màu hồng đó, ghi chưa? Ghi đi. Hoa Nguyễn Nguyễn 35 ngàn chuột qua. Rồi chưa? Rồi cái bộ xanh này ghi cho Duy Nguyễn có số điện thoại này. Duy Nguyễn có điện thoại. Sữa tắm Coco 55 này nè. Ghi cho Tuyền Kim nè.
Duyên Nguyễn Xanh 45 đó. Rồi sữa tắm 55 cho chị Tuyền Kim nè. Sữa tắm 55 luôn, Diễm My lên số đi chị. Sữa tắm 55 cho chị Hoa Sen nè. Sữa tắm 55 luôn cho chị Thị Đô, Thị Lê Đô nè. Xanh 45 em hết rồi. À, cái quần đó hả? Cái quần kaki đó là em còn em còn size S thôi nha. Đợi xíu em coi còn ha. Rồi sữa tắm cho chị Nhung Nguyễn nè. Bữa nay Trang hộ Trang đai rồi. Sữa tắm 55 Coco này thơm lắm mọi người. Ai lấy chốt giùm em nha. Đó luôn chị ơi. Sữa tắm Coco 55 ngàn chị nào lấy chốt nha. Thơm giả mang thơm luôn thật sự luôn. Cái chai này em bán rất chi là chạy luôn á. Cứ mỗi lần like là không bao giờ ế luôn á mấy chị. Rồi tiếp em nghe qua nha. Trời ơi cái nón bảo hiểm này mà thiệt á. Tôi tức. Tôi bán 50 thôi đó mấy bà ơi. Ai hốt giùm đi. Sữa tắm 50. Ủa, gói sơ mi nu này còn bộ nữa nè. Đúng rồi chị, hoa sen đi, hồi nãy chị đặt mà không có bộ nu nè. Nu còn bộ chị hoa sen. Rồi tiếp nha. Qua tiếp tục mấy chị ơi. Đúng là sống trong nhung lụa mấy chị. Hôm qua chị nhắn tin à, ủa, cái đơn dung thì Trâm hôm qua chốt chưa? Rồi. Chốt rồi là đi rồi chị, còn giờ cái quần này em để sau nha. Còn nước rửa trầu không? Có luôn, chù chà. Dung chạch trầu không đúng không? Có luôn chị. Lấy đỡ trong đây nè, khổ quá. Nè, 69 3 lần rồi đó. Rồi, tiếp nha mấy chị, tiếp sale nè. Cho em xem lại mấy bộ ngố với chị. Rồi, đợi xíu sang đăng lên. Hoa sang chứ. Rồi, lên cho em luôn ngố Xiaomi nè. Còn bộ mấy chị C92 nè. Cái này nãy kêu bao nhiêu? 69. Hồng cho em luôn 92 nha mấy chị. Với 57kg nha, mã hồng 92 nè. Hồng cho em luôn 92 với 57kg. Bộ này có một bộ duy nhất thôi. Hồng 92 với 57kg nha. Mở hồng 92 đi mấy chị ơi. Hồng 92 cho em nè. Rồi cái bộ này cho em luôn là vàng 100 nè. Rồi vàng cho em luôn 100 nha mấy chị ơi. Với 57kg nha. Cánh dơi bộ dài nha. Vàng cho em luôn 100 với 57kg nè. Cánh dơi bộ dài nè. Chốt mở vàng 100 nè. Rồi vàng 100 đâu. Cái cục này nguyên á, ri ri á cho nó dễ bán. Thì nãy giờ em lấy ri mà lẽ hố đó còn nu không mà chị. Hố nào ta? Hết rồi, cái đó cũ rồi nha. Hố đó hết rồi chị ơi. Còn có một bộ đó thôi á. Đủ không chị? Rồi lên quần thiên dài cho mấy tình yêu nè. Bự lắm mà ta. Rồi đen quần thiên dài cho mấy chị nha. Màu bạc này đẹp lắm, SML nè. Rồi bạc cho em luôn SML mấy chị ha. 155 ngàn. Đó lấy bạc SML cho em luôn 155 nha. Hàng coi giảm lấy cao giùm em nha mọi người ơi. Chắc phải siêu đẹp. Bạc trơn mang đi làm đi chơi cũng được nè. Bạc SML cho em luôn 155. Bạc SML 155. Mấy lấy bạc chút bạc giùm em. Rồi cái này qua cho em luôn xám nè. Xám SML 155 nha. Chị nào lấy xám, xám cho em Nhi nè. Xám SML 155 chút mã xám. Xám bạc hai màu. Cái này mẫu mới mấy chị mới về. Xám bạc giùm em luôn 155. Chưa đưa cho em một cái M đi. M cho bạn. M xanh lắm. Riêng về mờ mà màu gì? Màu bạc, màu bạc, màu bạc. Cái màu màu xám lấy màu gì mới được chứ. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Mã trắng 70. Ngố trắng cho em luôn 70 với 55kg nha. Ngố trắng cho em luôn 70 với 55kg. Mã ngố trắng 70. Ngố trắng cho em luôn 70 mọi người ơi. Rồi ngố trắng cho em luôn 70. Cái gì đây? Rồi kaki nè, kaki CS cho em luôn 80 nè. Kaki CS cho em luôn 80 mấy chị, chút mã kaki. Rồi kaki CS cho em luôn 80. Kaki CS 80, ai lấy kaki chút kaki 80. Rồi xám lờ cho em luôn 155.
Rồi 6L cho em luôn, 155 mấy chị, chú mã 6L cho em nha. Rồi 6L cho em luôn, 155. Mối trắng mấy mua cho chị Nguyễn Hiền. Hồi nãy không thấy avatar là trắng bạch à, bây giờ màu đen là sao? Sao nãy avatar màu đen mà. Màu trắng. Màu đen. Rồi này chú dùm em luôn là 6L. 6L nha, 6L 155 nè. Rồi cái này chốt cho em luôn 6M nè. Rồi 6M cho em luôn 155 đây nè. Rồi 6M cho em luôn 155, chốt mã 6M nha. Rồi quốc quốc một cái áo hả? Hôm qua còn đơn không vậy ta? Lấy một chai sữa tắm cho chị nữa là chứ chốt rồi. Mệt quá. Rồi cái này chốt giùm em luôn, set 100 nè mọi người ơi. Mẹ cắm vô lỗ mũi em tặng. Rồi set cho em luôn 100 nha mấy chị nha, dưới 55kg này dễ thương lắm. 100 váy có quần trong nha mấy chị ha, và 1kg áo nè. Rồi chốt cho em luôn 55kg mang xin lờ, áo đông anh hết rồi bà ơi. Rồi lên cho em luôn set trắng 100. Rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố xanh 70. Ngố xanh cho em luôn 70 với 55kg nha. Ngố xanh 70 với 55kg nha. Lấy ngố xanh chú ngố xanh nè. Ngố xanh cho em luôn 70 với 55kg đi mấy chị ơi. Rồi gu xì cho em luôn mấy chị 90. Gu xì đùi nha. Gu xì đùi cánh dơ này cho em luôn 90 nè. Gu xì cho em luôn 90 mấy chị, dưới 60kg nè. Gu xì 90 với 60kg với mã gu xì 90. Rồi cái bộ nu này cho em luôn mấy chị 105 nè. Nu lụa bộ dài cho em nha, nu 105. Bộ này tối ngủ sướng nè. Đúng thoải mái. Rồi nu này cho em luôn 105 nha mấy chị, với 57kg ha. Chút nu 105 cho em nè. Nu 105 với 57kg. Nu 105 với 57kg. Hình như mấy chị để điện thoại xong mấy chị ngủ hết rồi đúng không sao ta? Coi á, coi buồn ngủ á, xong mới ngủ quên đúng không? Em thấy quá trời người coi. Mà không ai comment là cái gì vậy trời. Xếp trắng 100 cho cưng út. Vừa trưa này mấy chị vừa để điện thoại vừa nói. Em nói em thấy bà nội luôn, mấy chị ngủ quên hay sao á? Đâu mấy chị nói ồ, người nói nghe ngủ ngon thế nhỉ. Bỏ bật radio. Rồi chân váy cho em luôn SML 75. Chân váy cho em luôn SML 75 nha mọi người. À lấy chân váy chúng em luôn không, chân váy. Không mà công nhận mỗi lần em qua đây em dễ buồn ngủ. Sao vậy ta? Em like mà cũng ít gì cũng 100 người thì cũng like rai chứ. Em like không ai đặt luôn vậy. Rồi cái này chú giùm em luôn ngố 70. Rồi ngố cho em luôn 70 với 55kg nha, chốt mã ngố 70 cho em nè. Đó, ngố theo luôn á chị, còn bộ nè. Ngố cho em luôn 70. Thiệt luôn á, buồn quá vậy. Ngố 70. Đừng có nói nghe bà Nhi, bà like, hô lô tô nghe, dễ ngủ quá chết luôn á. Rồi khoát giùm em luôn 55.000 với 55kg nè. Chưa vào cũng cam má nha, trong được xem, vô để ngủ. Đậu quần nghe. Rồi cái này chốt giùm em luôn là khoác ra 55.000 luôn. Khoác 55. Còn bộ hồng ngố 70 không mệt. Đó mới lại đó em. À không phải ngủ quên hết tiền rồi. Lấy cho em cái bộ ngố sơ mi 92 chị. Xỉu quá. Xem lại bộ ngố. Bộ ngố trắng đen. Xem lại bộ ngố trắng đen nào ta. Đây nè. Đó quá. Rồi sơ mi cho em luôn 40. Ngố 70 cho Hương Nguyễn cơ. Ngố hồng đó. Rồi cái này chú giùm em luôn sơ mi 40 với 57kg nha. Sơ mi 40 với 57kg. Chú mã sơ mi 40 nè. Chị mua mỹ phẩm là chị mua cái gì? Chị hô đi. Chị hô đi. Chị cần cái gì? Thì em lấy em bán cho. Bây giờ biết bao nhiêu cái mỹ phẩm em like mà không trồng ý với chị thì sao?
Rồi cái này chú giùm em luôn, mối trắng 92. Mối trắng cho em luôn 92.000 dưới 60kg với mấy chị, một sơ mi và một cái quần ngố nha. Mối trắng cho em luôn 92 nè. Angle có nguyễn sơ mi 40 nè. Rồi, ghế luôn chị. Rồi đang cho em luôn mối trắng 92. Rồi ngố xám cho em luôn 92, chút mã ngố xám 92 nè. Em cột cái quần rinh này vô đi chứ nó lộn em. Ô bà kia. Ô bà kia không? Ô bà kia không vô hết. Rồi trắng 92, xám 92. Không biết nha. Cột lại đi chị ơi. Rồi khóa cam này cho em luôn 55.000 với 55kg mọi người. Sơ mi 40 còn bây giờ mối trắng 92 chị Hành Nguyễn lấy số giùm em luôn. Rồi cái này chú giùm em luôn là cam 55.000 với 55kg, cam 55 mối trắng 92 cho Minh Thảo. Chốt nhanh giùm đi rồi để đây em lái là... qua bây giờ luôn này khổ quá mà. Trắng 92 cho Linh Lùng lấy số đi mọi người, ai có số chốt giùm em số đi. Cam 55 màu này đúng không? Viên Nguyễn cam 55. Hạnh Nguyễn lên số đi chị ơi. Rồi lên cho em luôn cái màu đen nè. Đen Latin mặc nhất rách luôn. Rồi khóa cam hết rồi nha. Rồi lên cho em luôn là đen 65.000 với 60kg mấy chị. Cái này là hàng Latin có túi. Đen cho em luôn 65.000 với 60kg ha. Chốt mở đen 65 cho em. Đen 65.000 mấy chị. Mặc không mát, không đẹp, không lấy tiền. Linh Lùng, Hạnh Nguyễn với lại Duyên à. Duyên Nguyễn đặt hàng lấy số đi chị. Rồi hình như rồi này chú giùm em luôn là mã đỏ 80 nè. Rồi đỏ giùm em luôn 80 nha mấy chị, với 60kg ha. Chút đỏ 80. Đỏ 80 với 60kg mấy chị. Chút đỏ 80 cho bà Nhi. Đỏ 80 cho cái set này đi, set Barbidol đó đi. Ôi cầm cây đàn em hát, em cầm cây đàn em hoa. Rồi Thái này cho em luôn 60. Thái cho em luôn. Thái 60 nha mấy chị, dưới 60kg nha. Chốt mã Thái 60 cho em nè. Thái 60. Thái 60 cho em đi mấy chị. Chốt Thái 60 cho em nha. Thái 60 nè. Chốt đơn từ hai cái đi đơn nha mấy chị. Dạo vòng nữa lấy mỹ phẩm đi bán thôi. Rồi đang cho em luôn hồng 45.000 với 60kg nè. Hồng 45.000 với 60kg. Chốt mã hồng 45. Duy Nguyễn có số thì ghi cái số vô đi, dư còn không thiếu. Rồi hồng 45 nè. Rồi trắng này cho em luôn 45.000. Trắng 45.000. Gối trắng 92 cho chị Hiền Hiền bộ cơ. Hiền Hiền đưa cho một bộ gối trắng nữa đi mọi người. Ai giữ vậy? Đây trong đây nè. Rồi mã trắng này cho em luôn 45, áo trắng 45 dưới 55kg nha. Có cam ôm hết rồi. Nó trắng con động này 45 này cho cái chị gì ta. Suri lùng hả? Không. Suri Nguyễn hả? Hồi sáng gì có đâu, hồi sáng này chị Văn Suzy hả? Ừ. Có đúng không? AOC á. Ờ đúng không? Ghi cái này vô giùm em cái. Tao nói không nên thành cá. Thái 60. Thái 60 nè. Em qua em nhìn nè, qua giùm chị còn cái áo sơ mi nào không? Sơ mi Burberry đó đó. Rồi Thái 60 cho chị Nguyễn còn. Kim Nguyên Nguyên lên số đi chị. Còn. Rồi hồng này cho em luôn nè. Hồng cho em luôn 55.000. Tốt cho ai vậy chị? Hồng cho em luôn 55.000 với 55kg. Hồng 55. Cái gì đen 65 mà từ em nhìn thôi. Có ai có số ghi vô nghe chị. Rồi đen này đúng không? Đen 65 Adidas đúng không? Rồi cho chị Hồ Trang này ghé số giùm em nha. Rồi sơ mi 40 có, chị lên số đi chị. Đen 40 có luôn nè. Nguyễn Kim Nguyên lên số giùm em nè. Xếp 3 video đợi xíu em lên liền cho. Hồng giấy này cho em luôn 55.000 nha. Em xem quần đi ngố, ngố giãn hay là ngố không giãn nè. Rồi hồng này cho em luôn 45.000 với 60kg ha. Chốt hồng 45.
Hồng 45 ngày với 55 ký trúc hồng 45, kiểm tra đơn hàng tuần trước chưa nhận. À, được, tuần trước đi được chưa? Không thì gửi chung bữa nay luôn nha. Trời ơi, đơn trước chút rồi là đi rồi chứ chị, sao là gửi chung sao? Đơn trước đi là đi riêng, còn bây giờ gửi là bây giờ gửi đi riêng, sao gộp vô được chị? Bây giờ cục hàng của chị nó đang ở bưu cục đâu đâu rồi mà, chứ còn ở em đâu mà gộp. Đơn đã đi và chưa tới đó chị ơi. Rồi tiếp dùm em luôn là nu 100 nè. Rồi nu cho em nu 100 với chị với 57 kg hai chút nu 100 dùm em nè, lấy vớ thì tình yêu ơi. Bàn chải đồ đó. Rồi khăn ướt đồ đó. Bưng hết lên đây. Rồi lên cho em luôn là nu 100 với 57 kg nè, mã nu 100 nè. Lô quần dài nha. Khoác 100 còn không nhi. Khoác 100 là cái gì ta? Kaki nhung hả chị? Thiệt luôn á, quên hết cha. Kaki nhung hay là cái gì chị he? Rồi nu này cho em luôn 50 này, giấy nó mặc siêu mát nè. Rồi nu này cho em luôn 50 nữa mới tình yêu, mà nu 50 nha. Nu 50, nu 50. Hốt liền, hốt liền. Đợi xíu đi chị, hốt lên hàng liền. Xem đợi riêng bạc 155 hả? Cho em có riêng bạc 155 chị. Mình liên dài á. Rồi sơ mi nu 50 cho Thuận Nguyễn lên số đi chị ơi. Rồi cái này chú em mua sơ mi 45.000 với 60kg nha. Sơ mi 45.000 với 60kg này, chút mã sơ mi 45 phông rộng. Ừ. Sơ mi 45.000 với 60kg chú mã sơ mi 45. Rồi đen này cho em luôn á chị, mã đen 40. Đen cho em luôn 40, đen 40 với 55kg nha. Đen 40 với 55kg nè. Rồi đem bàn chải thang tre luôn, ai mua chốt liền. Bàn chải thang tre cho em 5.000 một cây. Bàn chải thang tre cho em luôn 5.000 một cây. Chị nào lấy chốt nè. Bàn chải thang tre 5.000 một cây. Chị, nó bụng quá. Một trời. Bàn chải thang tre cho em luôn 5.000. Nó bụng quá rồi. Bụng rụng tay chân. Bụng rụng tay chân. Ê ngang, mình muốn ngang. Rồi ai lấy bàn chải thang tre thì chốt nè mấy chị ơi. Rồi 4 cây bàn chải luôn cho chị Hương Nguyễn nè. Rồi sơ mi 45 cho chị Hoa Sang có đơn nè. Đi vô nè. Rồi cái bịch bịch bao. Đi vô giấy luôn đi cho nhanh hả? Có đầy giấy nãy bỏ ở đâu rồi? Rồi nu 50 hả? Hết nu 50 rồi. Chị đừng đừng có ghi 3-4 tờ giấy một hồi kiếm nó cột tám mà. Tờ giấy của em đâu? Mấy người này có số chưa chị? 5 bằng chạy cho Duyên Nguyễn nè. Có đường hết rồi đó. 6 bằng chạy cho Linh Lùng nè. Chưa, ai biết. Hạnh Nguyễn với Hiền Hiền lên lại số em đi chị. Ai lấy bàn chải thang tre nó không chốt nữa chị. 5.000 một cây nha. Chải thang tre xài em xài sướng mà. 5 cây cho Hoa Sen, 2 cây cho chị Nguyễn Kim Nguyên Nguyên. Đâu chị? Quần bạc đâu chị? Hả? Có quần riêng bạc hồi nãy đâu? Bạc 155 đâu? Cái này là xám. Bạc mà. Cái bạc mà chị để bạn chị chị à. Đó. Cái bạc thì trời ơi á. Phải đâu, cái cục bạch đục như thế này nè. Rồi 4 cây bàn chải luôn cho chị Nhung Nguyễn nè. Nhung Nguyễn này có đơn hồi tối đúng không? Rồi tiếp cho mấy chị luôn. Rồi cái này đen kem luôn mấy chị ha. Cái này kem bánh răng. Bà ba tiếp 100.000 soda trắng răng thơm miệng. Em bút chân răng chảy máu chân răng nha mọi người ha. Rồi lên cho em luôn là kem bánh răng 100.000 ba cây. Rồi kem bánh răng cho em luôn 100.000 ba cây. Hiền Hiền. Hiền Hiền lấy số lại em đi chị. Kem bánh răng cho em luôn 100.000 ba cây nha mấy chị ha.
trắng răng thơm miệng, em bút chăn răng chảy máu trăng răng 100.000 ba cây. Bây giờ cái quần xanh mà lờ nào tôi biết cho tôi té luôn á bà ơi, bây giờ nó qua mẫu không biết được cái đời nào. Cái đời nào mà lấy lại đâu. Rồi đang cho em luôn set vớ mấy chị 10 đôi 65.000. Set vớ 10 đôi 65.000 nha, ai đã set vớ cho set vớ giùm em nè. Set vớ 10 đôi 65.000 mấy chị chốt giùm em luôn mã set vớ này. Rồi mặt nạ cười giùm em luôn nè. Lấy một cái xài thử là 35.000 nha. Rồi kem mới đăng 35 luôn chị Hường Nguyễn. Trời ơi xài là thích tùm mê tới già. Thiệt luôn. Nó không có khó chịu nha, mà nó không có cái mùi mà hắc cổ hay gì đâu mấy chị. Cái này cho con mình đánh được luôn nha. Cái này thằng cô em 4 tuổi nó cũng đánh được luôn nha mấy chị. Nó không có bị cay hay bị gì hết. Đó, đánh rất là ok, thơm miệng. Mua cái này mua về cho con mình xài được luôn nha mọi người. Ha, cả gia đình thì xài được luôn, con mình xài, con em 4 tuổi nó vẫn xài ok luôn. Không cay không gì nha. Rồi, kem mới đăng 100. Hà đổi lên số luôn chị ơi, đem đọc cho. Tụi chị nó đau rồi. Rồi kem đăng 100 cho Lê Hiền, 4 cây cho Hà Đỗ này. Một cái quần ngố xanh 119 size gì Bích Thư? À, ngố xanh hồi nãy mà SML á. Thì đó em kia cái đó. Đâu, đưa đây. Hồi nãy là quần dài, tôi hỏi là quần bạc. Cái đó còn L luôn đó. Cái này qua bên kia còn không? Cái này mới về hôm qua nè, qua coi cái mã này còn không nè. Rồi ngố L này còn cái cho ai đây? Ngố L này cho em luôn 119 nha. À đây ngố L chú giùm em luôn, ngố L 119 còn cái. Rồi mặt nạ nhau. L hay là L thì nguyên một ri đó đây. Dài hay là ngắn? Ngố. Rồi mặt nạ cừu cho em luôn 5.000 một miếng. Ai lấy mặt nạ cừu chú giùm em luôn mặt nạ cừu 5.000 một miếng nha mọi người ha. Trời ơi mặt nạ này xài phê đó. Xíu em Nhi vô xong em Nhi đắp một cái em Nhi ngủ một tí. Đã đời. Nhi cũng đang xài cái mặt nạ cừu này. Rồi ngố em còn đủ size SML này, chị nào lấy thì chốt nha. Ngố SML cho em luôn 119 nha. Ngố SML cho em luôn 119, ai lấy ngố thì chốt ngố kèm size. SML 119. Alo. Cái gì mà bay vớt thì tùm lum đi mẹ ơi. Dạ rồi ok chị nha. Ai lấy ngố SML cho em luôn là chốt 119 thôi. Ngố SML 119. Mặt nạ cừu không mấy chị 5.000 một miếng nha. Mặt nạ cừu cho em luôn 5.000 một miếng nha. Ai lấy mặt nạ cừu chú thì em luôn mặt nạ cừu 5.000 miếng nè. Rồi cái này khăn ướt cho em luôn, xem mờ cho Bích Thư nè. Xem mờ cho Bích Thư có đơn nè. Hà đổ ra đơn của chị, có ai gọi điện chốt đơn cho chị chưa? Rồi ba kem mới đăng 100 lên cho chị Lâm Yến lấy số đi chị ơi. Kem mới đăng soda này, cả gia đình đều xài được, con em nhỏ mình xài được luôn. 100.000 ba tiếp kem mới đăng soda trắng răng thơm miệng nha mọi người nha. Ai đến răng nữa đến răng thì trốn nè. Rồi lên cho em luôn khăn ướt nha mấy chị, 5 cục là giá 17.000. Khăn ướt dành cho trẻ em nha. Không kích ứng da Barbie nha mấy chị, không có mùi không có gì hết. Mình lau mặt cũng không dưỡng luôn. Rồi lên cho em luôn khăn ướt 5 cục như thế này 17.000 một cục. Khăn ướt 17.000 một cục. Rồi lên cho em luôn dung dịch Hana 69 màu hồng mẫu mới nhất luôn. Dung dịch Hana cho em luôn 69 màu hồng mẫu mới nhất luôn nha. Dung dịch Hana cho em luôn 69, chút mã dung dịch 69. Ngố lò cho cục mỡ. Ngố lò cho cục mỡ, ok chị, lên số điện thoại luôn, tình yêu xinh đẹp ơi. Rồi ngố em còn size S với size L. Rồi ngố em còn size S với size L, chị nào lấy chốt nha. Cục mỡ lên số đi chị, Thiền Hiền lên số luôn chị ơi. Ngố SL, ngố SL dùm em luôn 119. Rồi si dâm rượu này cho em luôn mấy chị một chai serum. Rồi serum vàng nha mấy chị ha, serum vàng thì dùm em luôn có 5.000 chai. Dung dịch 69 luôn nha chị Lê Hiền. Trời ơi serum này xài thích lắm, mê muốn xỉu. Trời ơi. Dung dịch cho mặt Nguyễn. Rồi dung dịch cho áo quen. Rồi serum dưỡng da mặt, căng cơ da mặt cho mấy chị ha. Rồi để. Rồi serum 65.000. Serum dưỡng mặt cho em luôn 65.000. Chú dùm em luôn serum 65. Căng cơ da mặt nha mọi người ha, xài kem dưỡng siêu thấm. Rồi serum dưỡng cho em luôn 65.000. Dung dịch cho Trường Văn, dung dịch cho Hương Nguyễn. Coi còn đủ không nha má ơi. Dung dịch còn ít lắm. Khăn ướt cho Hương, Hương đô gái luôn. Khăn ướt nha, 5 cục giá 19 thì lấy 5 cục nha. Cái này xài nhà nào ai không xài đúng không? Ai cũng cần thiết hết. À lấy khăn ướt chút giùm em khăn ướt ha.
Đồ cái gì nữa? Nãy sau có bao nhiêu mấy vậy? 4L còn không chị? Có luôn. 4L cho Hạnh Nguyễn. Đưa luôn, đưa cơm pho đây em. Cơm pho hết hết nè mấy chị ơi. Cơm pho muốn xỉu luôn á. Cơm pho bình thường mấy chị 48.000 một bịch đúng không? Bây giờ em nhi sale cho mấy chị luôn, có 35.000 một bịch thôi. Ui, rồi cơm pho 35.000 một bịch. Cơm pho 35.000 một bịch. Ai lấy cơm pho chứ cơm pho khăn cho mình đi. Khăn ướt cho cục mỡ. Rồi khăn ướt nè, 5 cục. 5 cục như thế này là giá 19 nha mọi người, hiểu không? Cứ một cục nhà là 19.000, mua 5 cục á, 5 cục. 5 cục là có giá 19, còn chị nào mua một cục là giá 22.000 á. Hết rồi. Còn một cái mối xét nè. 5 bịch khăn ướt cho Hương Hương Đô luôn. Mua 5 cục đem tính sỉ cho 17 á, còn mua 1 cục thì 22.000 nha. Vô cái nào 5 bịch thì đặt. Rồi ngố ếch em còn một cái ngố ếch nè. Ngố ếch cho em luôn. Em đem mấy cái ngố đâu luôn cho chị bán. Rồi cơm pho này cho em luôn, cơm pho 35.000 một bịch, bịch to á. Cơm pho 35.000 bịch, cơm pho xả đồ. Cơm pho 35.000 một bịch nha. Thôi lấy cơm pho trước cơm pho. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi, ngố 70. Ngố cho em luôn 70 với 55kg nha, chú mã ngố 70 nè. Ngố 70 cho em luôn với 55kg, mã ngố 70. Rồi em còn mấy cái quần ngố nữa nè, em sale luôn thôi nè. Rồi cái này chú giùm em luôn mấy chị, sữa rửa mặt nhau thay cừu 50 nè. Sữa rửa mặt nhau thay cừu giùm em luôn 50, chị nào lấy chốt nha. Sữa rửa mặt nhau thay cừu 50. Sữa rửa mặt nhau thay cừu cho em luôn 50. À, sữa rửa mặt chốt giùm em luôn. Rồi body cốt trắng siêu trắng. Hai con pho, ba khăn ướt luôn chị Xuân Hiền Nguyễn Thị Gá. Rồi lên cho em luôn nè mấy chị ơi. Rồi body cốt trắng cực kỳ trắng da luôn cho mọi người luôn. Body 69 kèm số họ cho em. Serum cho chị Nguyễn Kim Nguyên Nguyên. Rồi gọi bồ kết xả chanh hoa bưởi giùm em luôn 50. Gọi bồ kết xả chanh hoa bưởi giùm em luôn 50, chốt giùm em luôn mã gọi 50. Rồi chân váy thì cho em luôn mấy chị, tại tế vào chết da mặt còn luôn 50 á chị. Một bịch cơm pho cho Phương Thảo. Phương Thảo nãy ghi hổ mầm chưa? Rồi. Phương Thảo này ghé. Rồi hai mặt nạ cười cho Nguyễn Kim Nguyên Nguyên rồi. Tại tế vào chết da mặt body có luôn á chị Nguyên Nguyên combo đó đi. Rồi cái này chú giùm em luôn chân váy SML. 5 miếng nãy giờ có số chưa ta? 5 miếng. Chị. Chưa. 5 miếng lên số đi chị, 5 miếng ơi. Rồi trong váy cho em luôn SML nha mấy chị nha, 145.000, cái này hàng co giãn có quần trong. Trong váy SML cho em luôn nha, 145.000. Rồi, lên cho em luôn bạc CS nha mấy chị, 119 nè. Bạc S cho em luôn 119 nha. Ai lấy bạc S, có bạc S này. Khoác sữa 55 còn không mà khoác một kem còn. Áo khoác một kem nãy còn cái đâu, cho em cái đây chị. Đi kìa. Trước mặt chị luôn, giục cái ố khoác một kem qua đây cho em. Rồi bạc xét giùm em luôn nha, 119 nha. Rồi combo tẩy tế bào chết giùm em luôn 90 bập liền nha. Ai thiếu thiếu cái gì chứ, cái này là phải có nè. Một ơi nó ghi hết rồi bạn ơi. Rồi tẩy tế bào chết body, tẩy tế bào chết da mặt giùm em luôn nguyên combo 2 chai 90.000. Body, mặt. Rồi 2 chai cho em luôn 90 nha. Tẩy tế bào chết da mặt body 90. Có kem còn cái nè tình yêu ơi 55. Có kem còn cái 55, chút mã có kem 55 nè. Rồi có kem 55 còn cái, mã có kem 55. Rồi đen mờ cho em luôn 119. Đen mờ 119, ai lấy đen mờ chút đen mờ 119 nha. Đen mờ 119 cái này hàng co giãn giùm em đó chị. Rồi tiếp giùm em luôn 6L 119 nè. Có kem gì Thuận Nguyễn 55 mới có đơn nè. Rồi lên cho em luôn nè mấy chị. 6L, 6L cho em luôn 119 nha, chốt mã 6L nha. 6L 119 nè. Rồi xanh L cho em luôn 119. Ai lấy xanh L chốt giùm em luôn xanh L 119 nha. Xanh L 119. Rồi khoác vàng nè mấy chị, nỉ em xem mấy chị luôn 75 nè. Khoác vàng này cho em luôn 75.000 với 55kg nha, chốt mã khoác vàng 75. Rồi khoác đen này cho em luôn 75 nè. Ai lấy khoác đen chốt giùm em luôn khoác đen 75 nha mấy chị ha nỉ. Có đâu nữa hết rồi, có cái hả?
Ai có coi ngố nó không mọi người ơi? Áo mang hết rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi xanh mờ cho em luôn 119. Xanh mờ 119 hay cái xanh mờ chú xanh mờ. Xanh L 55kg vừa phải không nhi? Vừa đúng rồi. 55kg chị mang size L là vừa. Rồi em nghỉ nha. Chị nào có đơn giữ máy thì bên em gọi điện chốt đơn nha mấy chị ơi. Nghỉ nha mọi người. Thiệt luôn là em chưa ăn cơm trưa luôn á, nấu không nổi luôn á, tay chân nó bụng rụng luôn. Rồi em nghỉ nha. Ai có đơn giữ máy thì cho bên em gọi điện chốt đơn nha mọi người nha. Bye bye mấy chị. Đói muốn xỉu luôn á.